chương 900, đồ nhi ngoan, rào, sinh vật hình người lại gầm thét một tiếng, một luồng sóng âm kỳ dị vọng ra, khuấy động vô tận nước trên sông. A-di-đà Phật, thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đường tăng chắp tay trước ngực, trong thoáng chốc chiếc cà sa vây xoắn lại, trùng lấy sinh vật hình người kia rồi nhanh chóng cuốn lên bờ. Đám người chiến mặc cũng vội vã lui về, cường giả cấp thần linh cũng đã xử lý xong rồi, những tên còn lại lúc nào xử lý cũng được. Trang chủ, Đồ nhi của Bần tăng quay về rồi. Đường tăng đầy vẻ vui mừng nhìn sinh vật hình người kia, hiện các đồ đệ đều không ở đây, thứ hắn cần nhất bây giờ là một người để sai vặt. Bản tràng chủ cảm thấy, ăn thịt luôn đi. Giang Thái Huyền chép miệng nhìn sinh vật hình người, hiện ra nguyên hình của ngươi đi, bản tràng chủ còn hạ đao. Sâu kiến, lũ sâu kiến khốn kiếp các ngươi, mau thả bản thần ra ngay đi, bằng không đợi đến khi các huynh đệ của bản thần đến, thì các ngươi không ai sống nổi. Sinh vật hình người cố sức giấy rủa kịch liệt nhưng không sao thoát khỏi sự trói buộc của cà sa, chỉ có thể quát tháo ẩm ý. A-di-đà Phật, đồ nhi ngoan, quy y cửa Phật, sau này hết lòng hiếu kính với vi sư đi. Đường tăng chắp tay trước ngực, nét mặt hiền từ, sâu kiến, sâu kiến như ngươi. Bốp, đường tăng nổi giận, giáng xuống một bạt tay cho ngươi thể diện quá rồi phải không? Bần tăng có ý thu ngươi làm đồ đệ, ấy là để mắt đến ngươi, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu như thế à? sinh vật hình người choáng váng, càng thêm tức giận, khuôn mặt dữ tợn, lũ sâu kiến hèn mọn, các ngươi. Đường tăng vỗ ra một trường, phong cấm tất cả tu vi của sinh vật hình người, lại phóng ra hai luồng kim quang, trói chặt không để gã cử động, sau đó treo lên đống lửa nướng thịt, đồ đệ thì ở đâu mà tìm không được, nướng nó. Đại sự không hay rồi, đại vương bị nướng rồi, từ trong nước sông, sinh linh nhỏ kia lại xuất hiện, sợ hãi nhìn cảnh ấy. Mau đi báo cho thiên hà đại vương, mời thiên hà đại vương đến cứu đại vương chúng ta sinh linh nhỏ kia quát ầm lên dưới đáy sông một con quái vật khổng lồ lóe sáng hai mắt nhìn cảnh tượng xảy ra trên cây cầu vàng đôi mắt hiện ra sự hoảng sợ sâu sắc thiên hà đại vương xin hãy mau cứu đại vương nhà ta đi sinh linh nhỏ vừa thấy con quái vật khổng lồ kia liền vội vàng kêu lên con quái vật khổng lồ không đáp trong nháy mắt hóa thành một luồng tia sáng lấp lánh rẽ nước bơi về phía xa nói đùa cái gì thế đến đại vương của các ngươi còn bị nướng, ta còn không sánh bằng đại vương của các ngươi, bảo ta đến đó cứu hắn ư. Hay đến đó cho người ta thêm đồ ăn, đại vương, thiên hà đại vương chạy rồi, sinh linh nhỏ kêu lên, sinh vật hình người, con mẹ nó, ta có mắt thấy mà, người đâu cần cố ý nói cho ta nghe, tên thiên hà chết tiệt, ngày thường thì sư huynh gọi đệ, sao đến lúc đại nạn lâm đầu lại không cứu ta. A-di-đà-phật, chàng chủ, bên này thiếu chút dầu, đường tăng chỉ vào má phải của sinh vật hình người để bần tăng dạch cho hắn vài đường như vậy sẽ ăn ngon hơn mẹ kiếp người muốn ăn ta thật à sinh vật hình người luống cuống lại còn định dạch vài đường cho ngon miệng ư bây giờ ngươi chỉ có hai con đường hoặc là bị ăn hoặc là bái sư giang thái huyền thản nhiên nói đường tăng nhận đồ đệ hoàn toàn không phải việc thật lòng thật ý đơn giản là vì muốn tìm một chân sai vặt mà thôi a di đà phật bần tăng chính là phật đà của thế lực đỉnh cấp nơi thần giới ngươi đi theo Bần Tăng, tương lai lên đến thần giới, không người nào dám ức hiếp ngươi." Đường Tăng ngạo nghễ nói, thế lực đỉnh cấp nơi thần giới sao? Sinh vật hình người ngơ ngác, có chút không dám tin. "Không sai, chắc đã thấy cả sa và thiền trưởng của Bần Tăng rồi chứ." Đó là thần khí cao cấp, Đường Tăng đắc ý nói. "Thần khí cao cấp sao? Cuối cùng thì sinh vật hình người cũng đã biết, vì sao Đường Tăng khi có cầm thiền trượng và không cầm thiền trượng lại có hai luồng sức mạnh hoàn toàn cách biệt nhau như thế?" ta đồng ý bái sư, ta đồng ý bái sư. Sinh vật hình người vội vàng nói, nhưng trong lòng lại khóc thầm, con mẹ nhà ngươi, ngươi đã là thế lực đỉnh cấp ở thần giới còn chạy đến đây ức hiếp ta thì có ý nghĩa gì? Đường tăng gật đầu hài lòng, thu hồi thần lực trói buộc, nhìn sinh vật hình người, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không bần tăng sẽ khiến cho ngươi phải thảm đấy. Sinh vật hình người sợ hãi gật đầu, ngươi có đến hai món thần khí cao cấp, ta dám chạy hay sao? Giới thiệu về bản thân chút đi, Giang Thái Huyền nói sinh vật hình người vội vã gật đầu, nói ta thuộc bán long tộc, tên gọi Kim Hà, là một trong số vương của chúng sinh linh dưới lòng sông. Ừm, nói cho ta biết nơi này là nơi nào, tình hình ở thế giới này ra sao. Giang Thái Huyền nói, nơi này à, Kim Hà trầm mặc một lát rồi nói, nơi đây là thần Hà, có rất nhiều sinh linh sinh sống ở đây, chỉ là cách đây không lâu đã phát sinh biến cố, thần Hà từ tinh không rơi xuống, liên lụy đến bọn ta, vào đến tinh không, bọn ta không biết tình hình cụ thể như thế nào từ tinh không rơi xuống sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc nói, đúng vậy, ngàn vạn năm trước đây, bọn ta cũng là người của thần giới, nhưng bị người ta trục xuất xuống hạ giới, giam trong con sông thần hà trên tinh không, ẩn giật tu luyện ngàn vạn năm mới bước vào cảnh giới thần linh. Kim Hà giải thích, ở thần hà này, mỗi một ngàn năm sẽ có một trận mưa thần đổ xuống, nhờ vậy nên thần lực của ta mới được tiến bộ, không biết vì sao lần này lại sớm hơn thời hạn. Sắc mặt Giang Thái Huyền lộ vẻ hoài nghi, những người còn lại cũng hoàn toàn không hiểu, không phải mưa thần rất chân quý sao, vậy mà mỗi một ngàn năm đều có á. Hơn nữa, trên tinh không kia lại có thế lực thế nào, mà có thể cầm tù một đấng thần linh như Kim Hà. chương 901, theo vi sư đến Tây Thiên, trên tinh không, trừ các người ra thì còn có ai nữa? Giang Thái huyền nhíu mày hỏi, Kim Hà lắc đầu, ta cũng không biết nữa, bọn ta luôn bị giam giữ bên trong thần Hà, không cách nào ra ngoài, vậy nên cũng không thể thấy các sinh linh khác. Vậy còn những nơi khác, người có biết rõ không? giang thái huyền lại hỏi không biết bọn ta cũng vừa trải qua biến cố chưa kịp dò xét rõ tình hình kim hà lắc đầu nói giang thái huyền không hỏi thêm nữa xem ra kim hà này không biết được chuyện gì dưới thần hà này có tài nguyên tu luyện không long hạo hỏi có một ít nhưng đến ta cũng không dùng được kim hà bĩu môi đương nhiên là ngươi không dùng được long hạo đảo mắt trắng dã nhìn về phía đường tăng đường tăng đại nhân bảo đồ đệ của ngươi đi thu thập tài nguyên đi dù sao ngươi cũng là do bọn ta thuê đến cũng không thể để ngươi bị liên lụy được đường tăng gật đầu lời này của long hạo nói quả không sai đồ đệ để làm gì chứ còn không phải để giúp sư phụ làm việc sao đồ nhi à cho ngươi thời gian một canh giờ mau xuống dưới đem tất cả tài nguyên thuộc lãnh địa của ngươi lên đây đường tăng nói xong lập tức đánh ra một phật ấn chữ oan đập thẳng vào người kim hà ngươi mà không nghe lời là mất mạng đấy kim hà khẽ run rẩy không dám nhiều lời nhanh chóng lặn xuống đáy sông thu thập tài nguyên bọn người giang thái huyền cùng ăn thịt nướng đợi kim hà về thời gian một canh giờ trôi qua rất nhanh nhưng mãi mà dưới nước không có chút động tĩnh nào đường tăng đại nhân đồ đệ này của ngươi vẫn không biết nghe lời nhỉ hay là do cách dạy của ngươi nhẹ nhàng quá rồi long hạo bĩu môi sắc mặt đường tăng trở nên khó coi một thần ma cao cấp như mình mà không thu thập nổi một thần linh hay sao ngay trước hầu tử mở miệng một câu sư phụ hai câu cũng sư phụ còn cái tên kim hà này lại muốn làm phản rồi ư đợi thêm lát đi chắc do nhiều tài nguyên quá đó mà chiến mặc nói sắc mặt đường tăng hòa hoãn lại bỏ đi ý nghĩ lặn xuống nước bắt kim hà một canh giờ lại trôi qua rốt cuộc thì đường tăng cũng nổi giận sắn tay áo định xuống dưới tìm kim hà bỗng nhiên nước sống khuấy động kim hà phá nước ngự không bay lên sư phụ tài nguyên tới rồi đây cho ngươi một canh giờ sao ngươi đi đến tận hai canh giờ trên người ngươi có mùi ghi vậy hả nét mặt đường tăng hầm hầm, người hại vi sư mất hết cả thể diện. Sư phụ, tài nguyên nhiều lắm, trên người đồ nhi đâu có mùi gì đâu. Kim Hà biến sắc, vội nói, đồ nhi à, nghe vi sư khuyên bảo một lời, những thứ thị phi trên đời, đều chỉ khiến cho người ta phiền não, chi bằng cắt đứt nó đi. Đường tăng nói với vẻ mặt u ám, Kim Hà biến sắc, xoay người định bỏ chạy, nhưng bị đường tăng một phát tóm được, hung hăng đánh cho một trận, nếu còn có lần sau, bần tăng không đánh chết người mới là lạ. Dạ, dạ sư phụ đồ nhi không dám kim hà gượng đứng thẳng người dậy ấm ức nói gọi thủ hạ của ngươi lên đây làm cho vi sư hai cái ghế thu thập thêm một ít trái cây thức ăn sau đó theo vi sư lên đường đường tăng nói lên đường ư đi đâu ạ à? kim hà ngớ người người định đưa ta đi theo vi sư đến tây thiên đường tăng nhàn nhạt nói giang thái huyền mẹ nó người tưởng đang đi thỉnh kinh thật đó à chiếc ghế dựa vàng kim hoa lệ bên trên khắc vô số phủ văn bốn con hải yêu cấp đại đế hóa thành hình người, cẩn thận từng chút nâng lên. Đường Tăng và Giang Thái Huyền chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế dựa, bên cạnh đặt các loại trái cây, thủy sản, lại có kim hà khom lưng đứng bên, cẩn thận phục vụ. Mỗi bên có mỗi vị nữ tử, đang nhóm lửa nướng các thớ thịt của yêu thú cấp đại đế đã được xiên thành từng sâu. Biết hưởng thụ quá, đám người long hạo nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, không phải chúng ta đến đây để kiếm tiền ư, sao các người lại thành ra xa đoá như vậy. Đi thôi, đi tìm cái tên thiên hà đại vương gì gì đó nào, thu thập tài nguyên. Giang Thái Huyền nhàn nhạt nói, dạ, chàng chủ, vẻ mặt kim hà đầy cung kính, sư phụ hắn là đường tăng cũng hết sức tôn kính chàng chủ, vậy nên hắn càng không dám vượt quyền. Nơi ở của thiên hà đại vương không xa, rất nhanh đã đến nơi, đường tăng ăn một linh quả, bĩu môi nói, đi bắt hắn đến đây, vi sư chờ ngươi. Kim hà ngước mắt nhìn đường tăng, bất đắc dĩ than thầm, tội nghiệp cho phận bán lòng đáng thương như ta, sư phụ, xin cho con mượn cả sa của người một chút. Cầm lấy đi, đường tăng hào sảng nói, bọn họ lao người xuống sông, giang thái huyền và đường tăng ăn sâu nướng, nếm linh quả, về phần đám người long hạo, nếu có linh quả thì đã cất đi rồi, không nỡ ăn. Dưới đáy thần hà, thiên hà đại vương đã hóa thành hình người, đang ẩn nấp trong sào huyệt, đến cả kim hà đại vương cũng đã bị nướng, hắn không muốn nối gót theo sau. Kim hà đại vương tiến thẳng vào sào huyệt của thiên hà đại vương, nhìn chỗ của thiên hà, sắc mặt của hắn âm trầm xuống thiên hà ngươi nhàn nhã quá ha kim hà đại vương đó hà thiên hà đại vương sợ ngây người không phải ngươi bị nướng rồi sao sắc mặt kim hà sa sầm người mong ta bị người ta nướng còn không kịp chứ gì sau đó thì ngươi chiếm lấy lãnh địa của ta cướp đi vương hậu của ta có đúng không nghĩ đến lúc nãy thiên hà đại vương một mình bỏ trốn không có nghĩa khí như vậy kim hà liền tức giận hắn lạnh lùng nói một bầy kiến hôi há có thể bắt được bản thân Bản thân chẳng qua muốn tương kế tựu kế, tiếp cận bọn chúng tìm hiểu tin tức mà thôi. Thiên Hà Đại Vương, lý do này của ngươi có phải gượng ép quá rồi không? Tương kế tựu kế tiếp cận bọn họ, đến mức tiếp cận đến lên bàn ăn của người ta luôn à? Ha ha, Kim Hà Đại ca quả nhiên uy vũ, Tiểu Đệ biết Đại ca sẽ không sao, cho nên mới một mình rời đi, một bầy kiến hôi, tiểu đệ mà ra tay, há chẳng phải làm hỏng đại sự hay sao? Thiên Hà Đại Vương tươi cười nói, trong lòng Kim Hà cười lạnh một tiếng khóa chiếc cà sa hiện lên trong tay, bảo quang lấp lánh, lại còn có những tia kim quang lưu chuyển, thấy chứ? Đây là thần khí mà bản thần giành lấy được, thần khí à, thiên hà đại vương kinh ngạc thốt lên, ở thần giới, thần khí cấp thấp không đáng là gì, nhưng nơi đây là trần gian, hơn nữa, xem chiếc cà sa này thật không phải đồ tầm thường, kim hà đại vương thật sự cướp được thần khí sao? Chẳng lẽ đúng thật như lời hắn nói, giả vờ tiếp cận bọn chúng sao? Trên bàn ăn, biến mình thành một món ăn để dễ dàng ra tay đắc thủ ư chương 902, phải buộc cho chặt, Kim Hà mặc cà sa vào người, ngạo nghễ nói, đến đây, dùng sức tấn công bản thần đi, để ta cho ngươi xem uy lực của thần khí này. Đại ca, chắc không phải huynh đang nói đùa với đệ đó chứ. Thiên Hà Đại Vương ngẩn ngươi, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn nhưng chỉ một chút chứ không phải áp đảo, ngươi chắc chắn muốn để ta đánh một đòn sao. Yên tâm đi, vì huynh chỉ muốn cho ngươi xem uy năng của thần khí này chút thôi. Kim Hà ngạo nghễ nói, Thiên Hà đã hiểu, Hóa ra Kim Hà này đến đây để khoe mẽ Thảo nào lúc đến chẳng động thủ ngay mà lại nói chuyện với hắn lâu như thế chính vì muốn khoe khoang món thần khí mà mình có được nếu đã thế thì tiểu đệ không khách khí nữa Thiên Hà trầm giọng thét lên một tiếng thần lực trong cơ thể trào dâng hội tụ vào lòng bàn tay phát ra một trường đánh thẳng vào tấm cà sa ầm um, thân thể Kim Hà run lên tấm cà sa tỏa ra kim quang sáng chói thần lực đánh tới bị chấn động hơn một nửa sức mạnh bị tán loạn một nửa còn lại phản kích trở về Phụt, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Hà lập tức bị thổ ra một ngụm kim huyết, khiếp sợ nhìn tấm cà sa, thần khí, quả thật là thần khí. Đó là đương nhiên, Kim Hà ngạo nghễ nói, khoác thần khí này lên mình, ở hạ giới này, bản thần đã là vô địch. Đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ sát cánh bên đại ca. Thiên Hà đại vương nóng mắt, lập tức biểu lộ lòng thành. Kim Hà hài lòng gật đầu, nói, hay là, huynh đệ cũng mặc thử một chút xem. Thứ này ít nhất cũng là thần khí cao cấp đừng nói trên trần gian này, ngay cả ở thần giới cũng là vật hiếm có đấy. Tiểu đệ được vinh hạnh này ư, thiên hà không kìm nổi kích động nhưng lại không dám đồng ý ngay, ai biết được có phải Kim Hà đang thử lòng hắn hay không. Ngươi và ta là huynh đệ, cho đệ mặc thử một chút có hề gì. Kim Hà khẳng khái cười nói, nét mặt tỏ vẻ như tình cảm của chúng ta rất tốt. Vậy, vậy tiểu đệ xin mặc thử một lúc nhé. Thiên Hà xoa xoa tay, đây là thần khí cao cấp đấy, đời này chưa từng được khoác lên, chẳng biết mặc vào có cảm giác gì, Thiên Hà cẩn thận từng chút nhận lấy cả sa, dưới sự chỉ dẫn của Kim Hà mà mặc vào, Kim Hà nói, huynh đệ, phải buộc chỗ này lại, buộc cho thật chắc vào, bằng không sẽ rất dễ bị người ta cướp mất. Vâng, đại ca thật tốt quá, nội tâm Thiên Hà cực kỳ kích động, hay là mình khỏi phải trả lại cho hắn luôn nhỉ? Dù gì thì thần khí đã ở trên người mình rồi, hoàn toàn không cần phải sợ Kim Hà nữa, sau này mình sẽ là thần linh vô địch, là bá chủ mạnh nhất lòng thần Hà này. Trong khi thiên hà đang mải mê tưởng tượng đến cái lúc hắn mặc cà sa, đánh bại kim hà và tất cả những vương khác, đột nhiên toàn thân hắn bị siết chặt, đại ca, xảy ra chuyện gì thế này? Sao thần khí này lại siết chặt đệ? Không sao, chuyện bình thường thôi, đây gọi là bám chặt thân thể, nếu không sẽ rất dễ bị rơi. Kim hà nói, thì ra là thế, thiên hà giật mình, thật không hổ là thần khí cao cấp, nhưng mà sao càng lúc càng chặt hơn thế này? Siết đến ta nhức cả mình, đi, Kim Hà bỗng nhiên nắm lấy nút thắt trên cà sa, không sai, hắn thắt chặt cà sa lại. Kim Hà, con mẹ ngươi, làm gì đấy? Thiên Hà luống cuống, đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, không ngờ Kim Hà lại chơi xỏ mình. Thiên Hà, cái thứ đồ khốn nạn nhà ngươi, ông đây bị người ta bắt lên nướng mà ngươi lại thấy chết không cứu hả? Mẹ kiếp, vậy mà còn làm giọng tốt gọi ta là đại ca ư? Kim Hà cười lạnh một tiếng, tắt ngay một bạt tai. Ngươi, đó không phải kế của ngươi sao? Thiên Hà chết đứng người, mưu kế cái đầu của ngươi, ai lại chạy lên đống lửa của người ta diễn mưu bảy kế. Kim Hà chửi ầm cả lên, rồi lập tức kéo theo Thiên Hà xông ra khỏi lòng sông, thẳng đến cây cầu vàng. "Thiên Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Thiên Hà luống cuống, "Trước kia là do ta không đúng, ta đồng ý bù đắp cho huynh mà, sau này ta sẽ trung thành tuyệt đối với huynh mà, đại ca, huynh tha thứ cho ta lần này đi mà đại ca." "Nghe sư phụ ta xử lý đi." Kim Hà cười lạnh, "Sư phụ của huynh ư?" huynh có sư phụ từ khi nào chứ? Thiên Hà ngơ ngác, vừa bái xong, Kim Hà không hề đổi sắc nói, chết tiệt, còn không phải do ngươi bỏ trốn không đến cứu ta, cho nên ta mới có một sư phụ đầy ư. Trên cây cầu vàng, nhóm người Giang Thái Huyền chờ đợi đã lâu, Kim Hà kéo theo Thiên Hà về tới, vừa tới nơi đã ném Thiên Hà xuống đất, vẻ mặt tươi cười, sư phụ, chàng chủ, các vị định quyết dầu chiên hay là xiên lên nướng. Thiên Hà, con mẹ nó, người bán ta à, trước hết lấy tài nguyên đi đã đường tăng thản nhiên nói nhóm long hạo đã bỏ tiền ra thuê chuyến này thì không thể để bọn họ lỗ vốn được được kim hà đảo mắt hung tợn nhìn sang thiên hà bảo thủ hạ dưới tay hắn mang tài nguyên đến đây rất nhanh từ trong nước có không ít yêu thú nổi lên mang theo tài nguyên còn bê thêm một thi thể bán thần của hoang cổ tộc ư chiến mạc kinh ngạc nhìn thi thể kia hửng đám người giang thái huyền cũng tò mò đi qua xem sao hoang cổ tộc còn có thứ này không phải bọn chúng biến mất cả rồi sao chương 903, hoang cổ tộc, thi thể này, người lấy từ chỗ nào? Chiến mặc hỏi, hắn biết bán thần này, người nọ là lão tổ bán thần của hoang cổ tộc, trước đó hai người đã từng tiếp xúc với nhau, không ngờ lần gặp này lại biến thành một cái xác. Trước khi các người tới đây còn một nhóm người nữa đã xuất hiện tác oai tác quái ở chỗ gần lãnh địa của ta, sau đó bị ta giết chết. Thiên Hà Hoàng sợ đáp, chắc bọn họ sẽ không phải là bằng hữu của các người đâu, đúng chứ? Hiện tại hắn đang rất hoảng loạn, nếu hắn giết bằng hữu của bọn họ, có khi nào bị mang đi nướng luôn không? Ồ, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Giang Thái Huyền lên tiếng, chắc là ở bên bờ, chúng đang tìm tài nguyên ở lãnh địa của Đại Vương Linh Hà. Đại Vương Thiên Hà vội trả lời, đường tăng đại nhân, người có muốn nhận thêm một đồ đệ không? Long Hạo thấp giọng hỏi, bọn họ cũng muốn có đãi ngộ đặc biệt, lúc lên đường có người khiêng. Không, đường tăng lắc đầu, Kim Hà trừng mắt nhìn Long Hạo, lại còn nhận đồ đệ, còn nhận tiếp thì sẽ không cần ta nữa, lúc đó khiêng ta đi nướng luôn thì sao? Ta nhận nè, chiến mặc mở miệng, thiên hà, ngươi chỉ là một thần nhân, còn ta lại là thần linh. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, không bái sư thì lên vỉ nướng. Long hạo nói, thiên hà bất đắc dĩ, cuối cùng đành bái chiến mặc làm thầy, còn ký luôn cả hợp đồng và được đường tăng trao cho một Phật ấn hình chữ oan. Có nhìn thấy ghế ngồi của đường tăng đại nhân với chàng chủ chưa? Làm cho bọn ta một cái như thế, đẳng cấp thấp một chút, không thể tốt hơn cái của bọn họ được. Chiến mặc dặn, thiên hà, ta đường đường là thần linh mà phải phục vụ một tên thần nhân và đại đế như các ngươi. Cuối cùng, thiên hà cũng phải làm ra một cái, sau đó khiêng bọn họ lên đi về phía lãnh địa của linh hà đại vương. Bên kia bờ, một nhóm tộc nhân hoang cổ tộc đang giao đấu với một con quái vật khổng lồ trong lòng sông, thu thập tài nguyên dưới nước. Đây là cơ duyên giúp hoang cổ tộc ta vùng lên, hy vọng chư vị tranh thủ cơ hội, không tiếc tất thảy để giành được tài nguyên ở đây, sớm ngày thành thần. Một vị cường giả thần nhân ngồi xếp bằng trên không, lạnh giọng lên tiếng. Vâng, lão tổ, một thành viên của hoang cổ tộc vừa khiêng yêu thú lên bờ vừa trầm giọng đáp lời. Linh Hà Đại Vương, thần phục bản thân, ta sẽ tha ngươi một mạng. Một vị lão tổ hoang cổ tộc lơ lửng giữa không chung, khinh thường nhìn người trước mặt. Quanh thân hiển hiện sức mạnh pháp tác dày đặc, khí tức dâng trào cho thấy người nọ đã vượt qua khỏi cường giả thần nhân, bước vào cảnh giới thần linh con kiến hôi hèn mọn, tìm chết. Trên người Linh Hà Đại Vương trải đầy lớp phải màu vàng, hắn âm trầm nhìn về phía lão tổ hoang cổ tộc, không gấp rút động thủ. Bọn họ đã giao chiến rất nhiều lần, không ai làm gì được đối phương. Giết, lão tổ hoang cổ tộc hét lên, sau đó đánh ra một trường, pháp tắc chấn động, hư không trở nên vặn vẹo, thiên địa đảo lộn biến sắc, uy áp thần linh dung chuyển không dứt gào tiếng gào thét vang vọng, trong tay Linh Hà Đại Vương xuất hiện một cây trường thương, nó đâm thẳng ra ngoài, mang theo nước sông bất tẫn khuấy động cả không gian ầm um, hai bên va chạm khiến thiên địa xoay vần nước sông cuộc trào mãnh liệt hai người đều bị chấn động sầm mặt nhìn đối thủ các người đang làm gì thế đột nhiên một giọng nói nghi hoặc truyền tới mang theo cả một bầu trời thấm đầy mùi thịt nướng hai vị thần linh đồng loạt khượng lại ngơ ngác nhìn lên trời đại đế nâng ghế nằm mỹ nữ đang nướng thịt thiên hà đại vương chắp tay thẳng người bay về phía trước trên mặt lộ vẻ cao ngạo thiên hà đại vương linh hà đại vương mừng rỡ tuy quan hệ giữa hắn và thiên hà bình thường nhưng hoang cổ tộc là kẻ xâm lược mà bọn họ lại là một thành viên của thần hà nên có thể xem là một phe cương giả thần linh lão tổ hoang cổ tộc kinh ngạc cương giả thần linh vừa ra mặt là có khí thế thật đấy còn có cả đại đế khiêng lên nữa nhưng mà tại sao lại có hai cái ghế hoang cổ tộc bên dưới nuốt nước miếng trong lúc hoảng sợ cũng mang theo một ít nghi hoặc bốp chợt một cái đuôi kim sắc lao tới quất vào thiên hà đại vương khiến hắn lảo đảo, theo sau đó là giọng nói vang lên, tránh ra, chắn hết tầm nhìn của ta này. Mẹ nó, cường giả thần linh chỉ là nô bộc, linh hà đại vương thu lại nụ cười, ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên hà đại vương là ai, là một bá chủ ở thần hà, là tồn tại nhường nào mới có thể nô dịch y. Hoàng cổ lão tổ không ngừng lùi về sau, cái đuôi màu vàng đó chắc chắn không thuộc về con người, có thể sai khiến linh hà đại vương, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường hở hoang nộ người thành thần linh rồi trên không trung chiến mặc đơn độc đi tới ngạc nhiên nhìn hoang nộ chiến mặc sao ngươi lại ở đây thần linh lão tổ xứng sờ khiếp sợ hỏi ngươi có thể ở đây sao ta lại không thể chiến mặc khẽ nhíu mày trong lòng có rất nhiều nghi vấn thực lực của tên hoang nộ này trước đây cũng chỉ tầm tầm hắn sao bây giờ lại thành cường giả thần linh hai mắt hoang nộ lập lè hắn nhìn linh hà đại vương rồi lại ngó sang chiến mặc sau đó lại lùi thêm một khoảng chiến mặc Lát nữa chúng ta ôn chuyện sau, ta sẽ giải thích với ngươi. Bây giờ phải ứng phó với phiền phức trước mắt đã. Rút quân đi, hai vị thần linh, chúng ta không phải đối thủ. Chiến Mặc mở miệng, hoang nộ hơi trầm ngâm, sau đó thân ảnh như điện, hắn vua tay, vạn đạo kim quang lóe sáng, bao trùm lấy tất cả tộc nhân của Hoang cổ tộc, rồi hóa thành một luồng sáng bay về phương xa, Chiến Mặc cũng lập tức đuổi theo. Linh Hà đại vương không truy bắt, hiện tại hắn chỉ muốn làm cho ra nhẽ rốt cuộc Thiên Hà đại vương đang bày trò gì và kẻ kia khủng bố tới mức nào. chương 904, chấp ngươi ngàn vạn cơ duyên, ngươi chính là Linh Hà Đại Vương, thân ảnh kim sắc xuất hiện, lòng hạo bay lên từ trên ghế nằm, ghé mắt nhìn Linh Hà Đại Vương. Con kiến hôi, Linh Hà Đại Vương sửng sốt, má nó chứ, là một con kiến hôi còn chưa bước vào cấp thần, thiên hà Đại Vương, ngươi đang nổi điên cái gì đó. Thế mà lại để một con kiến hôi nô dịch, gọi sư thúc, thiên hà đại vương bĩu môi, linh hà, ta cảm thấy thế giới này toi rồi, đường đường là thần linh lại đi gọi một con kiến hôi là sư thúc. Thiên hà, người bị chập mạch hả? Chiến hà theo sát hoang cổ tộc rời đi, trong hư không, nhóm giang thái huyền cũng lén lút đi theo, nhằm bảo vệ mọi người an toàn. Chạy hơn trăm dặm, lúc này đám hoang nộ mới dừng lại tại một đỉnh núi cao, bọn họ nhìn chiến mặc, trong mắt ánh lên cái nhìn lạnh lẽo tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng phải ai cũng được phép vô đây à? Chiến mặc kinh ngạc, ta trực tiếp bay vào. Chiến mặc, ta vẫn nhớ ân tình giữa ngươi và hoang cổ tộc bọn ta nên mới không giết ngươi, nếu ngươi vẫn không chịu nói thật thì đừng trách bản thân vô tình. Hoang nộ âm trầm mở miệng, ngươi có ý gì, chiến mặc lòng thầm rét run, sao thế, ngay cả ân nhân mà hoang cổ tộc cũng không bỏ qua sao. Chiến mặc, bản thân đã cho ngươi một cơ hội, sắc mặt hoang nộ ngày càng tối tăm, nơi này là lãnh địa của hoang cổ tộc ta, ngươi tùy tiện tiến vào, bản thân vẫn không giết ngươi, ấy là đã trả nợ ân tình. Há, không giết bản thân là đã trả nợ ân tình. Chiến mặc suy cười, khinh miệt nhìn y, bây giờ ngươi nói cho ta biết tất cả mọi chuyện ở đây, ta cũng có thể không giết ngươi. Ngươi vẫn chưa thấy rõ vấn đề sao. Hoang nộ cười lạnh, thương hại nhìn chiến mặc, bây giờ bản thân đã trở thành thần linh, đồng thời chuyển hóa được sức mạnh pháp tắc, mà ngươi chỉ là thần nhân, trong tộc ta, người có thể giết ngươi không ít hơn con số 20. Hửm, chiến mặc vừa kinh hãi lại nghi hoặc, từ khi nào hoang cổ tộc lại mạnh mẽ như thế ở đây từ một thần linh là hoang nộ thì còn hai thần nhân nữa không dưới hai mươi người chẳng phải đồng nghĩa với việc hoang cổ tộc vẫn còn thế lực khác cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu chịu khai ra bí mật ở nơi này ta sẽ tha chết cho ngươi chiến mạc chắp tay đứng tại chỗ lạnh mở miệng trông rất có phong thái của một cao nhân ngươi đúng là đang tìm chết cuối cùng hoang nộ không kiềm lại sát khí của mình nữa uy áp thần linh tản ra sức mạnh pháp tắc dung chuyển thần quang bắn ra từ hai mắt hóa thành hai mũi nhọn như kiếm thần lao về phía chiến mặc chỉ một ánh mắt của bản thân cũng có thể giết được ngươi chiến mặc hơi sững người giết ta chỉ bằng một ánh mắt thần linh có thể cuồng vọng như thế ư ông đây còn có cả đồ đệ thần linh đây này ầm um, tia nhọn xuất kích thân ảnh chiến mặc bất động phía chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng khiến tia nhọn kia nháy mắt vỡ nát dòng sông vàng óng đổ uống từ trên trời uy áp thần linh bao trùm pháp tắc sáng rỡ kim quang tản ra hệt như có thiên thần dáng thế kẻ nào hoang nộ cả kinh hắn nhìn sang hướng người mới tới ngạc nhiên nói kim hà đại vương bây giờ ngươi có còn tự tin giết được bản thân hay không chiến mặc cười lạnh dư sức giết ngươi bản thân kéo chân kim hà các ngươi bắt giữ chiến mặc ép hắn khai ra cách vào được đây nếu có đồng bọn lập tức giết không tha hoang nộ gầm lên trực tiếp xông thẳng tới chỗ kim hà đại vương các ngươi đừng ra tay xem ta xử lý hắn một tôn thần nhân mở miệng tự tin mút trời ngươi muốn đơn độc giết ta chiến mặc sừng sốt Ai cho ngươi cái tự tin đó thế, bằng cái sức mạnh pháp tắc yếu nhất đó của ngươi. Chết đi, cường giả thần nhân đạp không vào tới, đánh một trưởng về phía chiến mặc, sức mạnh pháp tắc sáng rực, xen lẫn sự hưng phấn vô vàn, nghe danh chiến thần đã lâu, ta sớm đã muốn giao chiến với ngươi. Để hôm nay ta xem xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Chiến mặc mặt không đổi sắc nhìn hắn, lúc trước người này chỉ là một bán thần, không ngờ hiện tại đã trở thành một cường giả thần nhân. Để bản thân dùng pháp tắc của mình nghiền ép quy tắc của ngươi, để chiến thần ngươi xem cho rõ, thần chân chính là như thế nào. Cường giả thần nhân kiêu căng lên tiếng, sức mạnh pháp tác lóe sáng, hắn áp một trường xuống, trong mắt đong đầy khinh miệt, hoàn toàn không đặt chiến mặc vào mắt. Nhắc thấy trường lực khủng bố lao tới, thần sắc chiến mặc vẫn không thay đổi, hắn hơi nâng tay lên, rồi siết chặt nắm đấm, một quyền cứ thế lao ra, ánh sáng pháp tác đậm đặc rực rỡ, đồng thời mang theo thần nguyên lực tinh khiết óng ánh. ầm um, răng rác, quyền trường va chạm, tiếng xương cốt gãy nát vang lên, Cánh tay phải của Cường Giả Thần Nhân Hoang cổ tộc lập tức nứt liệt, hắn phun ra một búng máu, còn cơ thể bị đánh bay hơn ngàn mét. Sao, sao có thể? Cường Giả Thần Nhân ngơ ngác, "Không phải ngươi chỉ có sức mạnh quy tắc thôi ư? Ngươi chỉ là thần nhân ở hạ giới, mà ta thì con mẹ nó đạt được cơ duyên, sức mạnh pháp tắc được chuyển hóa, lực lượng trong cơ thể cũng trở nên tinh khiết, vậy mà bây giờ ta lại bị ngươi đánh bại trong một chiêu. Còn nữa, tại sao quy tắc của ngươi lại biến thành pháp tắc?" chẳng lẽ ngươi cũng có cơ duyên, bản thân cũng có cơ duyên. Chiến mặc cười lạnh, thần nhân ông đây đã mua không ít ánh sáng pháp tắc, tuy không nói đến vô địch thần nhân nhưng cũng thuộc hàng đầu, một tên mới đột phá không lâu như ngươi đã dám huynh hoang trước mặt ta. Giết, hoang nộ và kim hà đại vương bất phân thắng bại, hoang cổ tộc lại xuất hiện thêm một vị cường giả thần nhân, hai người liên thủ ứng phó kẻ địch. Hai tôn thần nhân hợp tác, chiến mặc nắm trường thương trong tay, tung một thương càn quét tất cả, quang mang từ trường thương bẻ vạn hư không, Thần uy minh mông dúng động thiên địa. Ầm ầm, một thương quét ngang, hai thần nhân không chịu nổi một kích, thần huyết tuôn như xối, cuối cùng lại bị trọng thương. "Chỉ bằng đám phế vật như các ngươi, một mình ta cũng có thể xử được năm tên." Chiến mặc cười lạnh, thần nhân hoang cổ tộc, đậu má, chuyện này là sao? Tại sao hai người chúng ta đánh không lại hắn? "Pháp tắc mà chúng ta chuyển hóa đều là giả sao?" Hai thần nhân muốn khóc nức, vốn còn tự tin mút trời, nghĩ rằng có thể nghiền ép chiến thần ai mà ngờ lại bị nghiền ép. Cho ngươi ngàn vạn cơ duyên cũng không bằng ông đây có tiền. Chiến mặc kiêu ngạo, tập thể hoang cổ tộc ngơ ngác, ngàn vạn cơ duyên cũng không bằng có tiền. Ai tới đây giải thích cho bọn ta xem con mẹ nó rốt cuộc chuyện này là sao? chương 905, đây là địa bàn của ta. hoang nộ và kim hà giao đấu, đánh mãi không ngừng, nhắc thấy hai vị thần nhân dưới trướng đều bị chân áp thì càng thêm phẫn nộ, hận không thể nuốt chửng chiến mặc. Đồ nhi à, người chậm quá, trong không trung truyền đến một giọng nói bất mãn sư phụ con sẽ lập tức hạ hắn kim hà vội đáp sư phụ hoang nộ sững người con mẹ nó người thân là thần linh mà vẫn có sư phụ đừng nói với ta là ở trên đó có một tôn chân thần đấy ầm um, một bàn tay màu vàng rũi ra từ trên trời bàn tay che trời lấp đất không ngừng bành trướng trông như một khoảng trời nó bao trùm hết tất cả tộc nhân của hoang cổ tộc ở bên trong bao gồm cả hoang nộ đây là vừa thấy nó lòng hoang nộ trở nên nặng nề hắn đã nhìn ra được trường lực này tuy vẫn chưa đạt tới chân thần nhưng cũng đã có thể uy hiếp thần linh nhất là bây giờ hắn còn đang bị kim hà quấn lấy âm 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 trong bàn tay kim sắc hiển hóa phật ấn chữ vạn trên không trung đột nhiên có tiếng phạn sướng lên vô số hư ảnh của phật đã hiện ra giữa không trung và ngâm tụng kinh văn giết đường tăng ra tay kim hà không dám thở hắn cũng vội vã xuất thủ nhằm quấn chặt lấy hoang nộ không cho y đào thoát vỡ cho ta hoang nộ dùng một trường đánh lui kim hà bấy giờ bàn tay kim sắc đã lao tới hắn chỉ có thể thôi động toàn bộ thần lực ý đồ phá vỡ bàn tay kim sắc ầm um, bàn tay màu vàng rơi xuống thân ảnh hoang nộ chấn động khóe miệng chảy ra một vệt máu bàn tay kim sắc đáng sợ vô cùng nó tựa như trời sập mà hoang nộ chính là một thần đang cứng rắn đứng thẳng trời sập dù cho có là thần cũng không thể chống đỡ được huống hồ lúc này trong tay kim hà lại xuất hiện một cây thiền trượng trực tiếp lao thẳng tới các ngươi vô xỉ sắc mặt hoang nộ trở nên điên cuồng hắn chửi ầm lên hai người các ngươi là thần linh mà lại chơi bẩn với ta ầm um, phụt, thiên trượng nện xuống hoang nộ bí đánh bay ra ngoài bàn tay kim sắc khẽ động trực tiếp túm lấy hắn rồi rụt vào tầng mây trong tầng mây đường tăng vừa gặm xong linh quả bây giờ đang nhìn hoang nộ đang ra vẻ ấm ức không lên tiếng câu nào giang thái huyền bình tĩnh nhìn hắn làm quen chút nào bản chàng chủ giang thái huyền tại sao hoang cổ tộc các ngươi lại xuất hiện ở địa bàn của ta địa bàn của ngươi hoang nộ ngây người đây không phải là địa bàn của ta sao từ khi nào biến thành của ngươi rồi Chàng chủ đang hỏi ngươi kìa còn không mau trả lời một vị yêu thú đại đế gầm lên hoang nộ nhớ tới chiến mặc rồi lại nhìn thoáng qua yêu thú đại đế rồi lạnh lùng hỏi rốt của các ngươi là ai tại sao lại vào được đây nơi này là địa bàn của hoang cổ tộc ta các ngươi tiến vào đã chọc giận tộc ta gặp được hoang tổ tộc ta các ngươi đều phải chết hoang tổ giang thái huyền hơi trầm ngâm hoang tổ là thần nhân đầu tiên của hoang cổ tộc ngươi chắc hẳn bây giờ còn mạnh hơn cả ngươi xem ra cơ duyên của hoang cổ tộc đúng là không nhỏ hoang nộ lạnh lùng nhìn hắn không đáp lời trang chủ đã hỏi được rồi chiến mặc ngự không tới nói hoang tổ của hoang cổ tộc bảo bọn chúng tới chỗ này còn ba ngày nữa mới mở ra bọn chúng muốn nhân thời gian ba ngày này thu thập đủ tài nguyên để tăng cường thực lực của tộc giang thái huyền khẽ gật đầu có hỏi được nơi đây là do ai tạo thành không không biết, chắc hẳn hoang tổ của bọn chúng biết. Chiến mặc đáp, hoang tổ ở đâu? Giang Thái Huyền hỏi hoang nộ, cơ duyên của các ngươi là gì? Bán cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái giá hợp lý. Hoang nộ, ngươi đùa ta đấy à? Ta đã bị ngươi bắt làm tù binh rồi, giờ ngươi lại muốn mua đồ của ta. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ thân phận của bản chàng chủ. Giang Thái Huyền đứng dậy khỏi ghế nằm, hắn sửa sang lại y phục, rồi nghiêm túc nói, bản chàng chủ chính là thương nhân vĩ đại nhất tinh không, chàng chủ thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền. Nghe thấy chưa, ánh sáng pháp tắc, một ngàn vạn điểm thần ma một sợi. Giang Thái Huyền vừa hô tay, một sợi ánh sáng pháp tắc liền xuất hiện, rồi lại lập tức biến mất. Cơ duyên của các ngươi có thể giúp thực lực các ngươi tăng nhiều như thế, chắc chắn rất đáng tiền. Nếu dùng số tiền đó để mua ánh sáng pháp tắc thì tuyệt nhiên có thể mua được rất nhiều. Lần này hoang nộ thật sự ngây người, người bắt ta lên đây, ra tay ác như thế chính là vì muốn trào hàng ánh sáng pháp tắc với ta chính nhờ mua ánh sáng pháp tác nên ta mới tăng thực lực được chiến mạc chêm vào một câu bọn ta tới đây là để thu thập tài nguyên kiếm tiền mục đích giống với các ngươi đây chính là nguyên nhân khiến ngàn vạn cơ duyên của bọn ta không sánh bằng tiền của các ngươi hoang nộ ngỡ ngàng chuyện tốt như vậy có cần báo với hoang tổ một tiếng không vọng tường tộc ta đừng đùa nữa hoang tổ của ngươi lợi hại được tới đâu chứ lợi hại gấp mấy lần ngươi cường giả mạnh như đường tăng đại nhân đạo tràng đã có bốn người lần này số thần linh mà bọn ta phái tới có chừng ba vị, thần nhân thì khỏi nói rồi, người nào người nấy cũng có thể chuyển hóa pháp tác và luyện hóa ánh sáng pháp tắc. Chiến mặc bĩu môi, địa bàn là của các ngươi, ngươi phải cảm thấy may mắn vì người ngươi gặp là chàng chủ, chứ không phải là đám người kia, nhóm bọn họ đều là người này còn hung hăng hơn người kia, thích nhất là loại thần linh như ngươi, khá đáng tiền. Hoang nổ, các ngươi còn muốn bán thần linh, chiến mặc, rốt cuộc ngươi đã tiếp xúc với thế lực hùng tàn nào thế hả? chương 906, mở thêm đạo tràng, nhìn tộc nhân hoang cổ tộc ở bên dưới, Giang Thái Huyền không thèm để tâm đến, nhóm chiến mặc có muốn cướp tài nguyên của bọn họ thì hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc mang hoang nộ trở lại bờ sông Thần Hà, Linh Hà Đại Vương đang ngơ ngác nghe Thiên Hà giải thích. Đồ nhi ngoan, chiến mặc ngự không tới, cười tủm tỉm nhìn Thiên Hà. Đồ nhi, hoang nộ trợn tròn mắt, mẹ nó, một thần nhân như ngươi lại có thể nhận một thần linh làm đồ đệ. Các ngươi ép buộc thần linh này đúng không? thấy cái này bao giờ chưa? Trong tay Long Hạo lấp lánh ánh sáng, sức mạnh pháp tắc ông ánh. Ánh sáng pháp tắc, Linh Hà không chắc chắn nói, tuy trước kia chưa từng gặp qua, nhưng hắn cũng đã nghe qua đại danh của ánh sáng pháp tắc, lúc này nhìn thấy nó, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Đúng thế, người đưa ta tài nguyên dưới nước của ngươi, ta đưa ngươi ánh sáng pháp tắc, thế nào? Long Hạo hỏi, được, Linh Hà nuốt nước miếng, đại đa số tài nguyên trong thần Hà đều không có tác dụng gì với hắn, lúc này có thể đổi được ánh sáng pháp tắc đương nhiên hắn đồng ý theo mệnh lệnh của linh hà tài nguyên dưới nước được thu thập lại hắn kích động nói đưa ta ánh sáng pháp tắc số tài nguyên này ngươi cứ lấy hết đi nhiều đây là tất cả tài nguyên của ngươi thật à long hạo nhíu mày ồ đúng rồi ngươi đợi ta một tí linh hà lủi vào trong nước không bao lâu sau lại trồi lên trong tay là một khoáng thạch đen nhánh đây là một khối khoáng thạch thần cấp đưa ngươi luôn ừ long hạo hài lòng gật đầu sau đó đổi thành ánh sáng pháp tắc. Thiên Hà và Kim Hà hâm mộ vô cùng, bọn họ không có ánh sáng pháp tắc, số tài nguyên kia đưa không cho nhóm Long Hạo rồi. Tràng chủ, Giang Thái Huyền tới, Long Hạo vội vàng nghinh tiếp, ưm, ừ, bản tràng chủ định mở chi nhánh đạo tràng ở đây, ngay chính giữa cầu ấy, các người ai bận gì thì bận đi. Giang Thái Huyền nói, đi chung đi, sẵn bán mấy thứ mới có được, nhóm Long Hạo đồng loạt mở miệng, ngay trung tâm cây cầu vàng, Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống, xây dựng đạo tràng thần ma đạo tràng chuyên chế tạo, thu mua, bồi dưỡng thần ma. Nhìn biển hiệu của đạo tràng, ba vị thần linh dưới sông và hoang nộ sững sờ. Tràng chủ, xem xem đống này của ta đáng bao nhiêu tiền. Long hạo vội lấy tài nguyên ra, tổng cộng 5.000 vạn. Giang Thái huyền thương hại liếc nhìn Linh Hà Đại Vương. Linh Hà Đại Vương nghe vậy nghịch mặt ra, ngay cả ý nghĩ giết Long Hạo cũng có. Tràng chủ, tại sao ngươi không mở đạo tràng sớm hơn? Tại sao phải đợi tới khi ta bị hố rồi mới mở? năm ngàn vạn của ta, chỉ mua được một sợi ánh sáng pháp tắc. Chúc mừng, Kim Hà và Thiên Hà đồng thanh, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Hai mắt hoang nộ dính chặt vào ánh sáng pháp tắc, một ngàn vạn một sợi, mà nó chứ, rẻ thế. Số tài nguyên đã tiêu hao để hắn trở thành thần linh đủ để mua rất nhiều ánh sáng pháp tắc, hẳn cảm giác bản thân bị lỗ hết mấy trăm triệu. Chiến mặc, người mau thả ta ra, lúc trước là ta không đúng. Hoàng nộ vội xin tha, người cũng đã tịch thu tài nguyên của ta rồi, cũng đã hả giận rồi biển hiệu của đạo tràng treo ngay trước mắt thu mua thần ma ai biết chiến mạc này có bán luôn thần linh là hắn hay không thả ngươi chiến mạc bĩu môi lấy ơn báo oán không nói lại còn nói chỗ này là địa bàn của ngươi là của mọi người là địa bàn của mọi người ta chỉ nói đùa thôi hoang nộ cười nói lần này tha cho ngươi hy vọng ngươi tuân thủ pháp luật chiến mạc suy nghĩ một chút rồi mời đường tăng thả hoang nộ ra sau đó quẳng một một quyển pháp luật cho hắn phàm là nơi có đạo tràng, đều phải tuân thủ pháp luật, hy vọng sau này ngươi sẽ không tái phạm, đồng thời trông coi kỹ tộc nhân của mình. Nhất định, nhất định, hiện tại ngay cả thờ hoang nộ cũng không dám thở mạnh, cười gượng đáp. Sư phụ, Kim Hà, Thiên Hà đồng thanh lên tiếng, nhìn về phía sư phụ của mình, bọn họ cũng thèm thuồng thương phẩm của đạo tràng lắm. Sau này tiền kiếm được thì hiếu kính sư phụ hai phần, số còn lại thuộc về các ngươi. Chiến mặc nói, đường tăng liếc nhìn Kim Hà, lạnh nhạt nói, vi sư lười trông quanh ngươi, tự đi chơi đi. Bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu có việc thì đương nhiên sẽ bảo Kim Hà đi làm. Chư vị, ta rời đi một chuyến, đi xem tộc nhân của ta. Hoàng nộ chắp tay cáo từ, ngự không rời đi, đi, chúng ta cũng đi thu thập tài nguyên. Kim Hà nhận được thẻ hội viên, sau khi vứt lại một câu thì trực tiếp trầm mình xuống nước, gọi thuộc hạ. Phân cho bọn ta một ít thuộc hạ của các ngươi. Chiến Mạc và Long Hạo lên tiếng, hai vị thần linh không dám từ chối, vội vàng đồng ý, rồi đưa cho bọn họ 10 yêu thú cấp đại đế dưới sông. Giang Thái Huyền cũng truyền tin, thông báo với những người khác rằng hắn mở đạo tràng ở đây. Chương 907, thu thập tài nguyên, bên trong thần hà, yêu thú dưới sông đang thu thập tài nguyên, nhóm Long Hạo cũng bắt đầu thu thập. Long Hạo và Chiến Mặc trực tiếp phân phó yêu thú đi thu thập, sau đó cũng tự mình xuống nước. Chiến Mặc khá nhàn nhã, hắn vận chuyển thần lực, lâu lâu nhìn xuống nước một tí, có thì lấy, không có thì thôi hoang nộ mang người tới nhưng không dẫn tộc nhân vào đạo tràng mà trực tiếp xuống thần hà tìm kiếm tài nguyên nhìn thấy chiến mạc thong thả như thế hoang nộ không khỏi hâm mộ sao tranh lệch lại lớn như thế chứ rõ ràng ta mạnh hơn hắn tại sao hắn nhàn nhã như vậy cũng có tiền còn ta lại phải mệt thế này toàn lực thu thập tài nguyên kiếm bằng bất cứ giá nào hoang nộ trầm giọng lão tổ thế bọn chúng thì sao đây là địa bàn của chúng ta mà một thần nhân hoang cổ tộc nói hoang nộ nghe tiếng nhìn lại người thần nhân nói tới chính là nhóm chiến mặc hắn khẽ hừ một tiếng nói chiến mặc dù gì cũng có ơn với tộc ta tộc ta có thù tất báo có ơn tất trả nên cứ để bọn họ thu thập đi nơi này to như thế chẳng lẽ bọn họ có thể lấy hết hay sao lão tổ nói có lý tuy tộc nhân hoang cổ tộc thấy lạ vì sao hoang nộ lại nói như thế nhưng hoang nộ là lão tổ thần linh bọn họ không dám nói thêm gì ầm um, nước sông giao động vô số quái vật khổng lồ xuất hiện thành viên hoang cổ tộc bị cự lực đánh lên bờ xin lão tổ ra tay chấn áp tộc nhân hoang cổ tộc cuống quyết nói cường giả thần nhân đang muốn động thủ lại bị hoang nộ cản lại đừng kích động khốn kiếp đây là địa bàn của bọn ta dưới sông một con yêu thú kêu lên vang dội giọng nói như sấm rền nước miếng vang hết lên mặt hoang nộ tìm chết cường giả thần nhân phẫn nộ bọn ta đánh không lại chiến mặt chẳng lẽ còn không giết được ngươi đừng kích động hoang nộ ngăn cản cường giả thần nhân thần quang lấp lóe hắn thanh tẩy nước động trên người chỉnh lại y phục hoang nộ bước xuống nước để bản thân đàm phán với chúng một phen hoang cổ tộc phấn khích vô cùng còn yêu thú này chết chắc rồi lão tổ ra tay ai cũng không cứu được nó ngươi muốn làm gì ta là yêu đã học qua pháp luật đấy nhé yêu thú khổng lồ thấy hoang nộ đi đến thì vô thức lui về phía sau nó hơi sợ tộc ta không có ác ý tộc ta tôn sùng hòa bình chỉ là muốn mượn nơi này để thu thập chút tài nguyên thôi hoang cổ tộc lão tổ ngươi thay đổi rồi trước giờ chẳng phải hoang cổ tộc chúng ta đều theo chủ nghĩa không phục thì đánh sao giờ ngươi lại chạy đi đàm phán với bọn chúng phun hết nước miếng lên mặt ngươi mà ngươi không tức giận uy nghiêm của thần linh đâu ngươi lại còn nói hòa bình gì gì đó với đám yêu thú này ngươi có chắc là đầu óc ngươi còn bình thường không lão tổ của chúng ta bị bắt đi một lần liệu có phải bị người khác giả mạo không thành viên hoang cổ tộc hoảng hốt nhìn hoang nộ trong lòng rất hoang mang đầu óc lão tổ nhà mình có vấn đề bọn ta lo sốt phó đây này không được, đại vương nhà ta đã nói rồi, đây là địa bàn của y, tất cả mọi thứ ở đây đều là của y, các người muốn tìm tài nguyên thì có thể đến địa bàn khác tìm. Yêu thú khổng lồ lên tiếng, địa bàn khác, hoang nộ hơi sừng sốt, chắp tay nói, xin yêu huynh chỉ điểm một con đường sáng, trong con sông này có thần linh nào yếu nhất không, hoặc chỗ nào chỉ có mỗi thần nhân thôi. Lão tổ, sự dũng mãnh của ngươi đâu, phong thái của ngươi đâu, gọi một con yêu thú cấp đại đế là yêu huynh, ngươi là thần linh đó. Rốt cuộc thế giới này lớn đến bao nhiêu, không ai biết được, mặc dù nhóm người Giang Thái Huyền liên tục tiến về phía trước, nhưng vẫn không sao đi hết được nơi này, mà chỉ đang lang thang ở một khu vực. Trước lúc mưa thần đổ xuống, hoang cổ tộc đã từng đến, có điều hoang tổ lại không đến, chẳng biết đang ở chỗ nào. Thành viên hoang cổ tộc cũng chia nhau tìm đến, trong lúc họ thu thập tài nguyên thì vạn giới lệnh trong tay họ đã bị hoang tổ lấy đi. Hoang nộ mang theo tộc nhân thu thập tài nguyên ở một bên, nhưng thần linh dưới sông xuất hiện đánh nhau với hắn, không cho hắn thu thập cơn giận của hắn lập tức bùng nổ nếu như động thủ bắt không được đối phương mà chỉ có thể rằng co thì càng không thu thập được tài nguyên thuê người ư nhóm thần ma đều có nhiệm vụ bên mình nhiệm vụ này không biết phải đến khi nào lão tổ thành viên hoang cổ tộc cầm một cây linh dược đế phẩm tức giận đến run cả người vì sao bọn chiến mặc có thể thu thập còn hoang cổ tộc của họ thì không được chứ hoang nộ liếc mắt nhìn bọn chiến mặc nhận được câu trả lời là không giúp bản thân họ còn không thu thập được gì làm sao có thể giúp hoang cổ tộc được. Chúng ta đi, hoang nộ tức điên lên, hắn giận dữ hừ một tiếng, dẫn theo tộc nhân rời đi, nếu không thu thập được ở thần hà thì đến lục địa. Trang chủ, đoạn thiên bỏ đi rồi, hạ sơn truyền tin đến, ừm, Giang Thái Huyền gật gật đầu, không nói gì thêm, mọi người bắt đầu thu thập tài nguyên, còn Giang Thái Huyền thì đang tu luyện trong đạo tràng, đồng thời chú ý đến tiến độ nhiệm vụ, sắp đủ 5 tỷ rồi, rất mau sẽ nhận được phần thưởng. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, đám võ giả được mẻ thu hoạch rất lớn, Hạ Thiên kiếm được nhiều nhất, tổng thu thập chuyến này hắn chiếm 4 phần, được khoảng 700 triệu, dùng mua ánh sáng pháp tắc hết. Những người còn lại cũng kiếm được không ít tiền, về hoang nộ, mặc dù không kiếm được nhiều nhưng tiền để mua hai ba sợi ánh sáng pháp tắc thì vẫn có, điều này khiến hắn kích động không thôi. Thời hạn 3 ngày đã đến, tộc ta phải đi thôi. Hoang nộ mở miệng nói, tộc ta sẽ còn trở lại, như vậy người khác sẽ không biết tộc ta đã từng đến đây trước. Bọn ta cũng sẽ đi, Giang Thái Huyền nói, chúng ta cũng nên đi thôi, không nên gây náo động. Chiến Mặc nói, mọi người bàn bạc xong liền lập tức rời đi, Giang Thái Huyền cũng đi, đồng thời liên hệ với hệ thống, chi nhánh đạo tràng này cũng có thể thu lại, cứ trực tiếp thu lại rồi mới đi. Trở lại đường cũ, ngao bính gánh mọi áp lực, đưa nhóm người bước qua miệng lỗ đen, tức thì quay về chân hư giới. Chương 908, tránh đường, bàn giao nhiệm vụ, Giang Thái Huyền liên hệ hệ thống, hắn đã kiếm đủ 5 tỷ hơn thế còn thừa ra mấy trăm triệu. Tinh, ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, thưởng một hạt giống thần ma cao cấp, một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, thưởng một gói quả thần bí lớn. Mở phần quà, tinh, ký chủ nhận được mảnh vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp X2. Năm mảnh rồi, Giang Thái Huyền vui mừng, con đường thu thập hạt giống thần ma đỉnh cấp đã đi được gần một nửa rồi, có điều hạt giống này, liệu đường tăng có quệ tung trời không nhỉ? Giang Thái Huyền nhìn hạt giống thần ma cao cấp kia, có chút ngẩn ngơ, đây là đồ đệ của Đường Tăng. Trở lại dược điền, Giang Thái Huyền gieo hạt giống xuống, bắt đầu chú ý đến vệt sáng giữa tinh không. Vệt sáng giữa tinh không đang dần suy yếu, muốn biến mất hoàn toàn, e rằng phải đợi đến ngày mai. Giang Thái Huyền bế quan tu luyện, đám võ giả tiếp tục chú ý, đợi nơi đó mở ra, chuyện nuôi thánh dược của Đoạn Thiên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, người thì rời đi rồi, hắn quay trở lại khu vực phong ấn. Tộc nhân đang đi tìm hắn hắn phải trở về một chuyến, xử lý vài chuyện. Thần ma đồng minh, các đại thế giới tập hợp, tài nguyên ở thế giới trong việc sáng quá phong phú, bọn họ muốn chiếm một phần lãnh địa, về phần địa bàn, bọn họ cũng đã nghĩ kỹ, nằm ngay ở cạnh thần hà. Sáng sớm ngày thứ hai, vệt sáng đã hóa thành một tầng trong suốt bình thường, sinh linh có thể đi xuyên qua. ầm, um, tinh không chấn động, các thế lực lớn tập kết, cường giả thần cấp đã đến bên ngoài thế giới trong vệt sáng, dẫn đầu phần lớn lực lượng tiến vào, nơi mà mưa thần rơi xuống chắc chắn có không ít bảo vật và tài nguyên phong phú theo bản thần tiến vào cơ hội khôi phục thần lực đã tới sau khi thét dài một tiếng mặc thần võ thần dẫn đầu bước vào thế giới trong vệt sáng nhân tộc cao đẳng ta sao có thể bị bỏ lại phía sau được chứ đoạn không và còn bốn vị lão tổ thần linh cũng tiến vào ha ha cơ duyên của chúng ta đã đến trong khu vực phong ấn bốn vị lão tổ thần linh cất lời chỉ có điều lại không thấy đoạn thiên bốn vị thần tổ thật sự không gọi đoạn thiên thần tổ sao? Nơi này hung hiểm khó lường, gọi đoạn thiên thần tổ một tiếng, cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Một vị cường giả thần nhân mở lời, đoạn thiên thần tổ đang có nhiệm vụ quan trọng, chúng ta không quên quấy dày, bọn ta đã bàn với đoạn thiên thần tổ rồi. Bốn vị lão tổ thần linh khoát tay nói, bọn họ vừa đến mật thất đã chuyển lời với đoạn thiên, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, cứ an tâm nghiên cứu vạn giới lệnh là được, ngoại giới rất yên bình, lời này khiến cho đoạn thiên xém chút phát điên lên được. Thế giới trong vệt sáng, có vô số tài nguyên, các người không gọi đến ta thì thôi, lại còn bảo ta làm tổ ở nhà à. Ồ, thần nguyên khí ư, mặc dù rất mỏng nhưng vẫn có thể giúp chúng ta khôi phục thần lực. Bước vào thế giới trong vệt sáng, phàm là những thần minh cạn kiệt thần lực đều kích động vạn phần. Một lũ kiến hôi, đây chính là cây cầu dẫn đến sự nghiệp thống nhất tinh không của nhân tộc cao đẳng bọn ta. Đoạn không cười lạnh, hoang cổ tộc cũng đến, một vị thần linh của hoang cổ tộc liếc nhìn những thế lực nơi đây, trên mặt mang theo một nét diếu cợt, ba ngày trước tộc ta đã đến đây, dò xét một phần địa hình và thế lực bên trong, còn thu thập lấy tài nguyên, tộc ta đã chiếm hết tiên cơ rồi. Để mặc cho bọn chúng sông lên đi, làm sao chúng hiểu nơi này hơn tộc ta chứ? Một vị thần linh khác của hoang cổ tộc cất lời đầy kiêu ngạo. Hoang nộ trầm mặc không nói gì, chiếm hết tiên cơ ư. Các người thật biết nói đùa quá, mẹ kiếp cái bọn chiến mà còn thu cả đồ đệ trong đó rồi, lại còn là thu một thần linh làm đồ đệ, vậy mà giờ ngươi lại nói chúng ta chiếm hết tiên cơ ư. Đến lúc chúng ta hành động rồi, một vị thần linh hoang cổ tộc cười lạnh một tiếng, hắn mặc một bộ cổn phục, trên thân phát ra vạn đạo thần quang, chúng sinh làm cờ, chư thiên làm bàn, ta làm chủ chúng sinh, đế ngự tinh hà. Trong vạn đạo thần quang, xuất hiện một tòa cổ thành, thành viên hoang cổ tộc bước vào cổ thành, cường giả thần linh đứng trên cổ thành, phát ra thần uy vô tận, từ tòa cổ thành giáng lâm xuống. Hoang cổ à, đế ngự tinh hà sao khẩu khí lớn thật nhân tộc cao đẳng cười lạnh mỉa mai lúc trước không biết ai xém bị diệt tộc mà bây giờ còn dám chạy đến đây ngông cuồng đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu hiện tại vẫn còn dám ra đây thì chắc chắn có con bài tẩy đoạn không nói nhóm mặc thần võ thần cũng lạnh lùng quan sát không lên tiếng bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc hoang cổ tộc này mạnh đến cỡ nào mà dám ngông cuồng như vậy hoang cổ một tiếng quát vang vọng năm tôn thần linh ngự không đến thân tỏa thần quang cùng vạn đường hào quang, uy áp của đấng thần linh bao trùm bốn phía. Tận sáu tôn thần linh, từ khi nào mà hoang cổ tộc có thực lực cỡ đó? Nhân tộc cao đẳng chấn kinh, cổ thành giáng lâm, uy thế cuồn cuộn, kết hợp với sáu tôn cường giả thần linh, quả là uy thế ngút trời, chấn nhiếp chư thiên. Tất cả tránh ra, đừng cản đường. Đột nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, trong sự ngơ ngác của mọi người, từ dưới thần hà của thế giới trong vệt sáng, có mấy thân ảnh vọt lên, tay khiêng một chiếc ghế xông thẳng lên không các đại thế lực chuyện gì thế này chỉ thấy trên không trung trong vệt sáng lại có thêm một thế lực xuất hiện một con long xà nằm trên chiếc ghế với nét mặt hết sức thoải mái chiến mặc đường tăng giang thái huyền cũng đều ở trên đấy những thân ảnh kia cẩn thận khiêng họ đưa vào trong vệt sáng ai đó đến nói cho ta biết đây là chuyện quái quỷ gì thế này các thần linh nhân tộc cao đẳng sướng sở cả người bọn họ cảm thấy ta gây ra náo động lớn đến mấy cũng không bằng người ta nằm trên ghế mẹ kiếp chuyện này là sao đây trước đó không phải không thể tiến vào được à? Tại sao đám người đó vừa đến thì lại được đám sinh linh ở đây nghênh đón? Chẳng lẽ bọn chúng cũng như ta, có thể vào đó từ sớm sao? chương 909, nhãi nhép, có lẽ bọn chúng cho vài người đến trước, còn những người khác đi tập kết lực lượng. Một vị cường giả thần nhân nói, cả đám người giật mình, có thể lắm, thế giới này lớn đến chừng nào, ai biết được bọn chúng từ đâu đến chứ? Nếu đã vậy ta còn nên giả vờ nữa không? các thần linh hoang cổ tộc đang do dự một màn như thế đã cướp hết uy thế của bọn họ tất cả mọi người đều chú ý đến bọn người long hạo còn ai chú ý đến hoang cổ tộc nữa các người tiếp tục đi long hạo liếc mắt nhìn hoang nộ nói hoang cổ tộc người không nói thì bọn ta còn định tiếp tục người đã nói vậy thì bọn ta còn tiếp tục kiểu gì được nữa cổ thành chấn động lập tức rơi xuống bọn họ cũng không còn tâm trạng để mà bày trò nữa các vị đều ở đây chỉ bằng đặt cho thế giới này một cái tên gọi là tiểu thần giới có được không? Mặc thần võ thần lên tiếng, có thần nguyên khí, được lắm, đoạn không nói, được, thần linh hoang cổ tộc gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn về phía Giang Thái Huyền, Giang Thái Huyền khoát tay nói, tùy ngươi. Tùy ta ư, đông đảo các thế lực gặp gỡ nhau, ngươi lại không quan tâm như vậy à? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi, ở đây nói nhiều với nhau như vậy làm gì, gây sự à? Một tiếng hử lạnh truyền đến, Long Hạo bĩu môi nói. Sao có cảm giác như ngươi đang nói bọn ta vậy? Các đại thế lực trừng mắt nhìn Long Hạo, rồi chia nhau đi tìm địa bàn. Mọi người đến gần thần hà, trong một khu rừng rậm rạp, thế lực thần ma đồng minh tập hợp, Giang Thái Huyền đặt một truyền tống trận, hắn đang muốn mở một chi nhánh đạo tràng, thế rồi hư không chấn động, mặt đất nứt ra, đột nhiên xảy ra biến cố. Ầm, um, chợt, hư không dung chuyển, một luồng thần lực ào ào xô đến, sau bóng người dáng lâm từ trong hư không. Thiên nhai võ thần à, hạ sơn và hứa hằng đứng dậy sắc mặt lạnh lùng đã lâu không gặp hai vị thiên nhai võ thần mỉm cười các ngươi muốn làm gì sắc mặt hạ sơn lạnh như băng đơn giản thôi bọn ta xem trọng chỗ này các ngươi cút đi thiên nhai võ thần nhàn nhạt lên tiếng không thèm để bọn họ vào mắt chỉ dựa vào ngươi sao hạ sơn cười lạnh chuyện lúc trước ta còn chưa tính sổ với ngươi nếu ngươi dám chọc giận ta ngươi sẽ phải hối hận dựa vào bọn ta đúng lúc này một tiếng quát lạnh truyền đến, trên bầu trời lại xuất hiện thêm ba bóng người, thân tỏa thần uy, năm cường giả bên cạnh thiên nhai võ thần cũng đồng thời kích phát thần uy, tất cả đều ở cảnh giới thần linh. Tính luôn cả thiên nhai võ thần là chín cường giả thần linh, với sức mạnh này, đủ để quét sạch bất kỳ nơi nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần lực của những vị thần này đã được khôi phục. Có trò hay để coi rồi, cường giả cấp thần linh của các đại thế lực di chuyển ánh mắt về phía này. Tràng chủ, Hạ Sơn nhìn về hướng Giang Thái Huyền, chỉ cần hắn nói một tiếng, sẽ lập tức xông lên phía trước dậy cho thiên nhai võ thần một bài học cả đời khó quên. Giang Thái Huyền mỉm cười, nói các vị, thần ma đồng minh ta lấy hòa bình làm chủ, mọi người trao đổi cho nhau, giao dịch lẫn nhau, xây dựng thế giới hài hát. Cầm miệng, thiên nhai võ thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường quét qua Giang Thái Huyền, từ khi nào mà một tên đại đế nhãi nhép như ngươi cũng dám làm càn trước mặt bản thần hả? Hòa bình ư, bản thần chỉ tin vào nắm đấm, vào thực lực, sắc mặt Giang Thái Huyền trở nên khó coi, sắc mặt những người còn lại càng khó coi hơn. Long Hạo thầm nói, chàng chủ, không thể nhịn nữa, đến ta còn nghe không lọt tai, ngươi là ai chứ, ngươi là át chủ bài, là mặt mũi của đạo tràng, hắn nói như vậy chính là đang sỉ nhục cả đạo tràng đấy. Thời gian một canh giờ, phí thuê 10 vạn điểm thần ma. Giang Thái Huyền lạnh nhạt nói, 10 vạn à, đám người xứng sờ, chợt làm việc ngay, động thủ. Ngươi đoán ai sẽ thắng? trong hư không, các đại thần linh sầm xì với nhau. Bên phía thiên nhai võ thần có 9 vị thần linh, tuy thần lực của họ vẫn chưa khôi phục nhưng vẫn đủ sức áp đảo. Bên phía Hạ Sơn, chỉ có Hạ Sơn và Hứa Hằng là cấp thần linh, và lại thần lực của họ cũng chưa khôi phục được bao nhiêu. Có thần linh lên tiếng, thật không biết tự lượng sức mình, đến 9 vị thần linh mà bọn chúng còn dám động thủ sao. Vị thần linh mặc trang phục đế vương của hoang cổ tộc mở miệng cười nhạo. Hoang nộ không nói gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết có là chín thần linh đi nữa, nếu thần ma đạo tràng thật sự muốn giết bọn chúng, có thể chạy thoát được một nửa thì coi như ta thua. Thần ma đồng minh ư, đúng là chán sống rồi, lúc nãy còn cảm thấy có chút phiền phức, bây giờ lại có người giúp chúng ta giải quyết rồi. Nhân tộc cao đẳng cười nói, giết, ăn bọn chúng rồi thì chúng ta khôi phục càng nhanh, thiên nhai võ thần thét lên một tiếng, xuất thủ trước. chương 910, chư ca, ầm ầm, đột nhiên, hư không chấn động, một cây bừa cào bay ngang trời, chín răng cưa tỏa ánh sáng lạnh, đường vân thoáng hiện, lại có một luồng phật ý kỳ dị, ào ào quét đến. Ồ, một tên đại đế tép siêu à, đám thần linh cười khẩy, một tên vùng kiếm tiếp chiêu, nhưng sau một thoáng sắc mặt hắn đại biến, phun ra máu thần, ngực hắn bị cây bừa cào xuyên thủng. Đỡ được một cào của lão chư, mới đáng mặt trang nam tử. Một con heo xuất hiện mang theo một tiếng cười lạnh, đây chính là thần ma mới xuất hiện, nhị đồ đệ của đường tăng, chư bát giới. Thiên địa huyền hoàng, dưới một trường của thạch cơ huyền hoàng vút động lập tức phủ lấy hai tôn thần linh a di đà phật đường tăng niệm một tiếng phật hiệu dáng thiền trượng xuống một cái đồng thời tấn công hai tôn thần linh tấm cả sa che chắn ngang trời phong tỏa hư không vút một tiếng rồng gầm vang lên ngũ trảo kim long bay giữa trời chảo thủ giáng xuống sấm chấp đùng đùng những tia sét xẹt đầy trời lập tức giáng xuống bao lấy hai tôn thần linh hú thân thể hạo thiên khuyển biến động hóa thành con thiên cầu lớn đến trăm trượng Móng vuốt sắc bén thôi động, cả hư không trở nên biến dạng, thần uy cuồn cuộn vượt hơn cả thần linh, cũng vây lấy hai tôn thần linh. Bọn ta phải đánh ai đây? Hai người đội bảo an nhìn lên bầu trời, nét mặt lúng túng, các người đều đã tham chiến, bọn ta thân là bảo an vậy mà lại không có đối thủ để đánh à? Một trượng giáng xuống, máu từ miệng thiên nhai võ thần phun ra văng tứ tung, một thần linh khác cũng không dễ dàng gì, thần thể của hắn bị một luồng sức mạnh lớn đánh lõm, tuy hai đánh một, lại bại hoàn toàn các thần linh khác cũng rơi vào thế khó, đặc biệt là vị đã từng giao chiến với chư bát giới, trước đó đã trúng chiêu bị thương nhưng lại bị đè ra đánh tiếp, thần thông của chư bát giới quỷ dị khó phòng, uy lực cực mạnh, khiến hắn thổ huyết liên hồi. Tình hình này hình như có chút không đúng, chín vị thần linh đi gây chuyện, kết cuộc lại bị tẩn thành thế kia ư. Thê thảm quá, hoang nộ không đành lòng nhìn, cũng may khi trước mình không mắng chàng chủ là nhãi nhép, nếu không chắc cũng chẳng khác gì bọn kia. Không phải bốn tên à, sao lại thêm một tên đại đế đánh được thần thế kia lại còn là một con heo nữa chứ nhân tộc cao đẳng ngần người tàn nhẫn quá đây là thần ma đồng minh đó sao đại đế đánh được cả thần còn hai đấng thần linh như hứa hằng và hạ sơn thì lại chỉ có thể làm nền như thế à mặc dù thần lực của họ còn yếu chưa được khôi phục những dẫu sao cũng là thần linh ấy thế mà hai đánh một vẫn bị áp đảo chạy chạy mau có thần linh hoảng sợ gào thét thế này thì không đánh được rồi đám người này khủng khiếp quá con heo này là cái thứ gì vậy sao mà kinh khủng đến vậy chứ thần linh nức nở con chó kia cũng khủng quá có thần linh nói đường tăng lấy một địch hai ấy vậy mà lại có thế lập tức áp đảo đối phương lại thêm hứa hằng và hạ sơn tương trợ sau khi thiên nhai võ thần kháng cự được hai chiêu thì liền bị chấn áp hoàn toàn chạy nhắc thấy cường giả thiên nhai đều đã bị chấn áp bọn thần linh này ném ra một câu rồi xoay lưng bỏ chạy dù rằng phải gồng mình cố chịu một chiêu của thần ma cũng muốn bỏ chạy bây giờ Ngươi còn tin vào thực lực và nắm đấm của mình nữa không? Hạ Sơn nhàn nhạt nói, thiên nhai võ thần, ta còn thu hồi lại câu nói lúc nãy được sao? Ai biết có người có năm tên, lại còn hung tàn như vậy, ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, chẳng ngờ thực lực của các ngươi lại tăng nữa. Bọn ta muốn nói đạo lý với ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn lấy nắm đấm ra nói chuyện, đúng thật là tự tìm đường chết. Hứa hằng lập tức tát một bà tay, lúc nãy còn ba hoa ghê gớm lắm mà. Hoan nghênh các đại thế lực đến đây, các vị muốn nói chuyện bằng lý lẽ, phát triển trong hòa bình hay muốn nói chuyện bằng nắm đấm, lấy thực lực làm chủ, thì thần ma đồng minh chúng tôi đều xin theo. Chiến mặc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, các đại thế lực đều trầm mặc không nói gì, cũng không đáp lại, bọn họ hiện đang suy nghĩ xem phải ứng đối với thần ma đồng minh thế nào, nên hợp sức quần công hay là tránh đi. Các đại thế lực đã giải tán, bọn họ không đứng xem nữa, mà bận đi lo việc của mình. Trên mảnh đất thần ma đồng minh vừa chiếm được, Giang Thái Huyền đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đưa một nhân viên mới tuyển là mộ lạc đến đây, trông chừng chi nhánh đạo tràng nơi này, mình thì bế quan tu luyện. Tinh, tuyên bố nhiệm vụ, kiếm 10 tỷ, phần thưởng nhiệm vụ, một hạt giống thần ma cao cấp, một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp, tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng gói quà thần bí lớn x2. Hệ thống lại gửi đến nhiệm vụ mới, phần thưởng vô cùng phong phú, Giang Thái Huyền bàn giao với mộ lạc một tiếng, chuẩn bị bế quan, một con heo nhỏ chạy tới ghé vào chân hắn, ôm đùi chàng chủ, cho ta đi cửa sau với. Giang Thái Huyền xa sầm nét mặt, con mẹ nó, đường tăng đâu, quản đồ đệ của ngươi cho kỹ. Đi cửa sau ư, ta cho ngươi đi cửa sau kiểu gì chứ? Buông ra, Giang Thái Huyền tức giận mở miệng. Không buông, bọn họ đều đã mạnh như vậy rồi mà lão chư vẫn chỉ là đại đế đỉnh phong, ta tuyệt đối không buông. Con heo kia bám chặt lấy hắn, cực kỳ bướng bỉnh. Được rồi, lần sau có nhiệm vụ gì ta sẽ ưu tiên cho ngươi có được chưa? Giang Thái Huyền ngầm lau mồ hôi, người có thể biết liêm sỉ chút được không? Đa tạ chàng chủ, lúc này trừ bát giới mới chịu buông hắn ra, hóa lại thành hình người, lấy lại bộ dạng là cái đầu heo lớn, mấy chùm tóc thưa thắt lại thành bím tóc, tự cho mình đẹp sai ngút ngàn nhìn sang mộ lạc, tiểu muội muội có hứng thú nói chuyện phong nguyệt với lão chư ta không? Mộ lạc trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn hắn, không trả lời, vừa rồi ta đã thấy nguyên hình của ngươi, ta không có hứng thú yêu đương với con heo. Giang Thái Huyền xoa xoa ấn đường, xem thông tin về chư bát giới. Thần ma cao cấp, chư bát giới tịnh đàn sứ giả. Pháp hiệu, ngộ năng, thần công, thiên cang bí điển đỉnh cấp, thần ma bất diệt thể, thiên cang tinh thể cao cấp, có thể đột phá. Thiên phú, huyết mạch loài heo, được tôn xưng làm tổ tiên, thần ma cao cấp, có thể kích phát sức mạnh thần ma trong chiến đấu. Tiểu muội muội lão tổ dạy thần công cho muội được không? Chư bát giới vuốt vuốt bím tóc của mình, ra vẻ quyến rũ công pháp của chư kata, là công pháp đỉnh cấp đó. chương 911, gia nhập thần ma đồng minh, đại nhân muốn dạy công pháp cho ta sao? Mộ lạc ngẩn người, thần ma này chủ động muốn truyền công cho mình tốt vậy sao? Gọi chư ca, chư bát giới cười ngạo nghễ nói, nghe cho kỹ nè, câu đầu tiên, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Bát giới, con vừa mới nói ai niệm kinh đấy? Đường tăng xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, mặt giang thái huyền đen lại, con rùa niệm kinh á. Trên đường đi thỉnh kinh, đường tăng niệm kinh nhiều nhất, đây ắt hẳn là đang ám chỉ đường tăng rồi, cơ mà công pháp này của chư bát giới lại là đỉnh cấp ư. Người xưa đều nói chư bát giới có lai lịch lớn, xem ra không phải lời nói ngoa, lai lịch của chư bát giới này chắc chắn hơn những thần tiên bình thường. Giang Thái Huyền không nói gì thêm, lập tức đi bế quan tu luyện. Đường tăng kéo lấy chư bát giới đi ra ngoài, chỉ nghe mấy tiếng cười lạnh liên hồi, quy y cửa Phật, nhất định phải đoạn tuyệt thị phi thế tục, để vi sư giúp con cắt đứt. Trang chủ, cứu mạng với, có người muốn giết heo lấy thịt. trừ bát giới kêu cứu thê lương, trên địa bàn chiếm được, thần ma đồng minh bắt đầu thu thập tài nguyên, về phần thiên nhai võ thần, đã bị giam giữ, không thả ra, hạ sơn và hứa hằng bàn bạc với nhau, không treo hắn lên đánh mấy chục lần thì không thể nào hả giận. Trong tiểu thần giới, các đại thế lực chiếm cứ địa bàn, khó tránh việc xảy ra chạm chán, đặc biệt là hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng, hai tộc vốn đã có thủ với nhau, sắp xếp cho chúng tộc nhân xong xuôi, liền lập tức khai chiến thần linh thuộc nhân tộc cao đẳng thật không ít, ngoại trừ đoạn không, còn có những thần linh gia nhập sau này, nhưng thần lực của những thần linh này chưa được khôi phục, nên tạm thời vẫn còn dấu mặt chưa xuất hiện. Ở tiểu thần giới có một lớp thần nguyên khí khá mỏng, thế nên các tài nguyên nơi đây đều được hưởng chút thần nguyên khí, có thể giúp thần linh tăng tốc độ khôi phục, tốt hơn những tài nguyên thông thường nhiều. Chuyên thu mua tài nguyên thông thường, hai tài nguyên đế phẩm đổi lấy một tài nguyên đế phẩm của tiểu thần giới. Long Hạo dựng lên một lá cờ, để bốn đại đế cầm cờ bắt đầu đi khắp tiểu thần giới chiến mặc đi theo long hảo cũng làm hệt như vậy trên cơ bản các thần ma đồng minh đều ôm theo bảng hiệu đồng thời thu thập tài nguyên ầm ầm đất trời rung chuyển thần quang lấp lóe trên bầu trời đầy những bóng người đang giao chiến giữa hư không máu chảy thành sông những dòng máu màu vàng kim nhạt tóe ra khắp không trung cuộc chiến hết sức khốc liệt lúc này một âm thanh vang lên không đúng lúc huynh đệ đổi không tài nguyên đế phẩm thông thường có thể đổi được tài nguyên tiểu thần giới nè. Long hạo chỉ vào bảng hiệu của mình, nhìn về phía một vị nhân tộc cao đẳng. Nhân tộc cao đẳng, huynh đệ, chỗ ta cũng có thể đổi này. Chỉ cần hai tài nguyên thông thường thì có thể đổi lấy một tài nguyên tiểu thần giới ngang hàng, không giới hạn số lượng. Chiến mặc cũng nói, thành viên hoang cổ tộc ngơ ngác nhìn bọn hắn, bọn ta đang giao chiến mà. Hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng đang khai chiến với nhau, các người lại chạy tới hỏi có đổi tài nguyên hay không, các người bị bệnh hay sao thế? Chém chém giết giết nhiều không tốt đâu, đổi trước đi. Long Hạo nói, đúng đó, sau khi đổi rồi, có thể giết chết đối thủ, như vậy có thể cướp được tài nguyên từ tiểu thần giới, sẽ được lão tổ trọng thưởng. Chiến mặc phụ hỏa thêm, hai tộc người ngơ ngác, hai người các người có thể cút ra xa một chút không? Thật muốn giết quách các người cho rồi, nếu không phải lão tổ đã hạ lệnh không nên chọc đến các ngươi thì ta đã giết các người từ nãy giờ rồi. Biết được sức mạnh của thần ma đồng minh, các thần linh này đều không nói gì chỉ ngầm hạ lệnh không nên chọc đến bọn họ nếu muốn động đến họ thì phải đến khi các người đã khôi phục thần lực đã không đổi các người mau đi đi tộc nhân hoang cổ tộc cả giận nói các người đi đi bọn ta không giao dịch gì hết tộc nhân nhân tộc cao đẳng lại đánh ra một trường bước đối thủ thoái lui mở miệng quát các ngươi đừng quá khinh người một vị thần nhân lạnh lùng mở miệng còn chưa nói hết câu đã bị chiến mặc nhảy vào ngắt lời huynh muốn giao dịch không giao dịch gì giao dịch thằng cha ngươi ấy, các ngươi không thể có tâm chút à, các ngươi có bị mù không, bộ không thấy bọn ta đang làm gì à. Ai lại lên chiến trường làm ăn hả, à? ầm ầm, lúc này, một luồng trưởng lực từ không trung giáng xuống, bắt lấy bọn người long hạo và chiến mặc rồi kéo ra xa. Lão tổ uy vũ, là hoang nộ lão tổ của chúng ta đã ra tay. Ta đã muốn động thủ từ lâu rồi, lão tổ thật bá khí. Tộc nhân hoang cổ tộc vừa phấn chấn hô lên lại lao vào trận chiến, giết địch cũng rất dũng mãnh hai vị có phải các vị có chút quá đáng rồi không hoang nộ đưa hai người đến một nơi xa tức giận lên tiếng khụ lần này bọn ta có chút liều lĩnh và lỗ mãng lần sau sẽ đợi khi các người đình chiến thì bọn ta mới đến chiến mặc cười khan nói không ý của ta là ta muốn đổi mà các người lại không quan tâm hoang nộ trầm giọng nói hai người ngây ra ý của ngươi là tiền của hoang cổ tộc ngươi chỉ để mình ngươi kiếm thôi hả hy vọng sau này các người đừng đến hoang cổ tộc của ta nữa Ta kiếm chút tiền ở hoang cổ tộc bộ dễ dàng sao? Lương tâm của các người đi đâu rồi? Hoang nộ hết sức phẫn nộ. Chính ta còn chưa kiếm được thì có lý nào các người lại đến chứ? Được rồi, bọn ta đi vậy. Long Hạo bất đắc dĩ nói, có hoang nộ ở đây, gần như không có khả năng cho bọn hắn kiếm được tiền. Bây giờ chắc chắn tên ngốc kia đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Đợi một chút, Hoang nộ đột nhiên kêu lên, người còn có chuyện gì nữa? Chắc không phải đòi bọn ta đền tiền đấy chứ? Bọn ta còn chưa kiếm được đồng nào mà chiến mặc bĩu môi, cho ta hộ khẩu ở thần ma đồng minh. Hoàng nộ nghĩ một chút rồi nói, hai người, ý là muốn gia nhập đó hả? Hoàng cổ tộc của ngươi đồng ý rồi, đừng truyền ra ngoài. Hoàng nộ vội ho một tiếng, trầm giọng nói, chiến mặc giật mình, nhìn hắn với vẻ mặt tán thưởng, thôi được, người muốn gia nhập thế giới nào? Vào chiến thần giới và chân hư giới là tiện nhất, chỉ cần 100 vạn điểm thần ma, những thế giới khác thì hơi đắt, cần đến 1.000 vạn. Tại sao? Hoàng nộ ngơ ngác, một trăm vạn ư, ta nhớ không lầm thì người của thần ma đồng minh các người đều cần có hộ khẩu mà. Bọn họ trả nổi sao, lại còn một ngàn vạn nữa chứ, các người điên rồi à. Bởi vì bọn họ không có ở đây, Long Hạo thầm nói, hoang nộ bừng tỉnh, rõ ràng là đang làm tiền mình đây mà. chương 912, thần dược, phàm là người có chiến công, bản thân hạ lệnh, có thể dùng tài nguyên đổi lấy công pháp của bản thân. Hoang nộ hạ lệnh trước hoang cổ tộc, người điên rồi à năm thần linh còn lại đồng thời lên tiếng, công pháp của bọn họ hiện nay là thần cấp, có thể tu luyện đến cấp thần linh, thế mà lại lấy ra truyền thụ ư. Hơn nữa hoang cổ tộc này lớn cỡ nào cơ chứ, ai biết được liệu có xảy ra biến cố gì, khiến cho công pháp bị truyền ra ngoài hay không. Bản thân là một trong các lão tổ hoang cổ tộc, có trách nhiệm dẫn dắt chấn hưng hoang cổ tộc. Hoang cổ trầm giọng nói, hiên ngang lẫm liệt, để hoang cổ tộc ta quật khởi, sao có thể thiếu công pháp được. Ta muốn biến tộc nhân ta người người thành rồng, ta muốn biến tộc nhân ta người người thành thần. Năm vị thần linh chết chân tại chỗ, lý tưởng của ngươi liệu có xa vời quá rồi không? Lời ngươi nói nghe thật hay quá đấy, nhưng ta không thể không nói, ngươi làm vậy cũng đồng thời là tự chui đầu vào giọ, một khi những thần linh khác biết được công pháp của ngươi, rồi sẽ tìm được nhược điểm của ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa, khi có người có được tất cả công pháp của ngươi, tương lai chưa chắc đã không thể thay thế ngươi. Bọn họ hiểu rất rõ, một thân thực lực này của mình từ đâu mà có, chúng hoàn toàn chỉ là dùng đồ đắp nặn lên. nếu có người có công pháp giống hệt, lại đạt đến trình độ như bọn họ, thì rất có thể họ không phải đối thủ. đối với ý nghĩ của Hoang Nộ, năm tôn thần linh sẽ không nói gì, nhưng cũng sẽ không tham gia. công pháp thần cấp ắt sẽ truyền, nhưng sẽ chỉ cho đệ tử vào huyết mạch của mình, chứ không phải bất kỳ một tộc nhân nào cũng có thể học được. có vài thứ không thể nào công khai. Hoang Nộ không quan tâm đến bọn họ, hắn chỉ quan tâm có thể kiếm được tiền là được. ai mà không muốn có công pháp thần cấp? nhưng khi có tiền trong tay thì hắn có thể mua cái tốt hơn ta nên mua một bản trung cấp hay cao cấp đây mặc dù hiện giờ thần ma đạo tràng vẫn chưa có bản thần cấp nhưng hắn tin rằng chắc chắn sẽ có bây giờ hắn cần kiếm tiền rất nhiều rất nhiều tiền tộc nhân hoang cổ tộc biết được tin này thì nhốn nháo cả lên đó là công pháp thần cấp đấy còn có thể tu luyện đến cấp thần linh vậy mà lão tổ hoang nộ đồng ý lấy ra sao dùng tài nguyên mà đổi sao cái này không thành vấn đề nhưng để được như vậy trước hết bọn hắn cần có chiến công, trong trận chiến với nhân tộc cao đẳng, giết được càng nhiều kẻ địch, mới có thể dùng tài nguyên trao đổi, như vậy bọn hắn sẽ còn cướp được càng nhiều tiền tài từ nhân tộc cao đẳng nữa. Âm âm, lúc này, lại thêm một thế lực đến vùng đất phong ấn, phế nguyên thần tộc xuất hiện, gia nhập chiến trường, giúp nhân tộc cao đẳng chống lại sự xâm chiến của hoang cổ tộc. Ám vân thần, đây là một ngàn vạn, đánh trả phế nguyên thần tộc bằng bất cứ giá nào. Đoạn thiên truyền âm tới, lập tức chuyển khoản một ngàn vạn điểm thần ma đó là tộc của chính ngươi mà ám vân không sao hiểu được con người ngươi thật quá nhẫn tâm chi tiền để đánh người nhà ư ngươi đừng nói gì nữa ta mà còn có tộc gì sao đoạn thiên cười lạnh nói bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh bọn chúng sau khi nuôi thành thánh dược ta sẽ giúp các ngươi mở trại nuôi được thôi nếu ngươi đã giao tiền thì ta cũng không nhiều lời nữa nhưng đối phương có đến bốn vị thần linh để thuê cường giả từ đạo trạng e rằng một ngàn vạn này sẽ không đủ đâu ám vân nói ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ ra giúp các ngươi đoạn thiên nói hoặc là mời hai vị bảo an ra tay thủ hộ tộc lại xuất phát hướng thẳng đến chiến trường chặn đường vệ nguyên thần tộc nhóc ám vân ngươi đang tìm chết đấy bốn vị lão tổ thần linh tức giận nói thế nào thần linh cũng dám ra tham chiến sao ám vân cười lạnh một hồi nếu thần linh dám ra đây thì hắn cũng dám thuê thần ma đạo tràng đến giúp trận chiến bây giờ vẫn chưa liên quan đến thần linh một khi có thần linh nhúng tay vào các thần linh khác sẽ đứng ngồi không yên lập tức mở ra hồi kết cho trận chiến trong lúc bốn tộc lao vào hỗn chiến chợt nghe thần âm truyền đến mặc thần võ thần ta hôm nay thành lập chư thần đồng minh kính mời chư thần gia nhập cùng hưởng tín ngưỡng chư thiên sức mạnh tín ngưỡng là thứ tốt lúc bọn họ ở thần giới nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ đã tới trần gian đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này nếu toàn bộ hạ giới và khắp cả tinh không đều tín ngưỡng bọn hắn vậy khi bọn hắn đến thần giới cũng giống như bật hách vậy thăng tiến một cách nhanh chóng vượt mặt từng tôn thần một khẩu khí lớn thật một tiếng cười lạnh vang lên nhóm thần linh như đoạn thiên cùng cười chế nhạo cùng hưởng tín ngưỡng chư thiên ư người có năng lực này sao ngay cả thần ma đạo chàng cũng không dám nói câu đó Rào, đây là tiểu thần giới chấn động một tiếng gầm thét chuyển đến chấn nhiếp thiên địa một luồng thần quang sáng chói phát ra thần huy chấn động một ngọn núi cao đến ngàn trượng ầm ầm sụp đổ ngọn núi sụp đổ hào quang cùng vạn đường thần quang sáng chói một cảnh tượng hư ảo xuất hiện, đó là một tòa cung điện, còn có một mảnh dược viên, bên trong khu vườn, có vô số thần dược giải khắp nơi trên mặt đất, vô số kỳ chân. Đó là thần dược sao? Mắt các thần linh dược lên như lửa cháy, ao ạt ngự không tiến về phía đó. Không ngờ chỗ này lại có thần dược, rốt cuộc tiểu thần giới này là do ai tạo ra vậy? Trước hết kiểm định xem đó là ảnh ảo hay là đồ thật đã. Mặc thần võ thần nói, các vị thần linh lần lượt đến các thần ma đồng minh đương nhiên cũng không chịu bị bỏ lại phía sau, cũng nhanh chóng tìm đến. Đại đế nhấc ghế, thần linh đồng hành theo sau, Long Hạo và Chiến Mặc đã đến, mọi người không kìm nổi hiếu kỳ nhìn thoáng qua, các thần linh đều đang đứng ở một bên, hai người làm thế, không khỏi quá ngông cuồng. Rào, tiếng gầm thét lại truyền đến, phía dưới, một con thú hoang cấp thần linh gầm thét, con thú hoang này không có linh tính, e rằng thực lực cũng chẳng được đến đâu. Con thú hoang này bị một sợi xích đen trói lấy, siết chặt toàn thân, sau lưng nó là một cái hố đen, sợi xích biến thành màu đen có lẽ là do từ cái hố kia tràn ra. Chương 913, thú hoang, thần nguyên khí thật dày đặc quá, nơi này chắc chắn có thần dược. Đoạn không mừng rỡ nói, nếu có thần dược, chắc chắn ta có thể khôi phục nhanh chóng. Thần ma đồng minh cũng đến rồi, cùng bắt lấy con thú hoang kia, sau đó mọi người chung tay nghiên cứu. Đoạn không liếc mắt nhìn bọn long hạo một cái, quát lên nói. Bọn họ có ấn tượng rất sâu đối với bọn long hạo. Người của thần ma đồng minh và bọn họ có sự khác biệt rất lớn, khi gặp phải đồ tốt, bọn họ sẽ kích động cảm thán, suy xét kỹ lưỡng những chuyện đang xảy ra, nhưng đám này thì lại không, chúng không quan tâm thứ đó từ đâu mà có, chỉ quan tâm làm cách nào để đoạt nó tới tay đầu trước tiên. Về tư duy của đám người này, đoạn không tỏ vẻ, như thế là tự tìm đường chết, ở thần giới, rất nhiều vị thần dùng bảo vật để làm cạm bẫy, nếu đám người này còn không thay đổi, khi đến thần giới sẽ rất dễ bị mưu hại. Được, rất nhiều thần linh đồng loạt xuất thủ, trường lực như mưa oanh kích giáng xuống con thú hoang cấp thần linh. Thần ma đồng minh là một đám không cần sĩ diện, thực lực lại mạnh, nếu bọn họ không nhanh tay động thủ, đợi thêm lúc nữa, ai biết đám người đó sẽ làm ra trò gì. Rào, con thú hoang cấp thần linh bị chấn động, sợi xích đen vang tiếng len keng liên hồi, nó quét móng vuốt khổng lồ, các thần linh cuống quyết lùi lại tránh né, thú hoang cấp thần linh không phải loại hiền lành gì, bọn họ không thể động vào một cách tùy tiện được. Giết, bốn tôn thần linh lão tổ của nhân tộc cao đẳng xuất thủ, thần lực của bọn họ dồi dào, dưới một trường mà họ vỗ ra, hư không vặn vẹo, có ngàn vạn pháp tắc xuất hiện, uy thế vô song. Bốn vị thần linh xung phong, các thần linh còn lại theo sau phụ trợ. ầm um, thú hoang cấp thần linh không ngừng gầm thét, nhưng không sao địch lại uy thế của chư thần, trong chốc lát, toàn thân nó chẳng chịt những vết thương, thần huyết màu vàng đổ loang xuống đất. Rào, tiếng thét thảm thiết vang vọng, cơn đau đớn khủng khiếp truyền đến khiến thú hoang muốn quay trở lại hố đen nhưng lại bị các thần linh chặn đường triển khai vây giết thần quang bay đầy trời sức mạnh của các môn võ học thần cấp làm trời đất rung chuyển chư thần hợp lực liên thủ vây giết một con thú hoang thần linh dù cho thú hoang có hung hãn nhưng cũng khó bề ngăn cản hạ sơn chỗ đó đang chảy máu cẩn thận một chút đừng để nó bị chảy ra hết hứa hằng bên kia rơi mất một miếng kia nhặt lên nhặt lên mau long hạo đang nằm trên ghế chỉ xung quanh con thú hoang, lớn tiếng hô. Hạ Sơn chạy quanh thân thú hoang, dùng chiếc bình nhỏ hứng lấy máu thú hoang, đồng thời, có một luồng sáng đen chạy dọc theo các vết thương. Chư thần, con mẹ nó, rốt của các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy, bọn ta đang đánh thú hoang còn các ngươi thì làm gì hả, chạy đi nhặt máu thịt thú hoang và cả máu bọn ta phun ra do trọng thương sao. Các ngươi phải tới giúp đỡ để giải quyết sớm một chút chứ. Rào, tiếng gầm vang vọng, thú hoang cấp thần linh run rẩy, có vẻ như đang rất đau đau đớn, toàn thân nó nghiêng ngã siêu vẹo. Có chuyện gì vậy, các thần linh nghi hoặc, tùy bọn họ đã làm cho thú hoang bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức khiến nó đau đớn thế này. Keng, một thứ âm thanh chấn động vang vọng, một mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm xé gió lao đến từ phía chân trời, nhoáng một cái đâm trúng cổ thú hoang. Phụt, thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, trong chớp mắt đã xuyên thủng người con thú hoang, thú hoang thần linh dẫy dẫy mấy cái thì đã hoàn toàn không còn sự sống. hư thần ma đồng minh, các ngươi không ra chút sức nào, đừng hòng có được cơ duyên. Mặc thần võ thần hừ lạnh một tiếng nói, không sai, thần ma đồng minh các ngươi biến đi. Đoạn không cũng lên tiếng bằng giọng nói lạnh lùng, bọn ta thì chiến đấu, vậy mà các ngươi lại đi thu nhặt chiến lợi phẩm sao? Con thú hoang này các ngươi không có phần đâu. Thần linh của hoang cổ tộc cũng mở miệng nói, ý các ngươi là có ra sức mới được chia phần đúng không? Long hạo lạnh giọng nói, đúng vậy, các ngươi chỉ lo nhặt nhạnh bỏ vào túi riêng thì không được. Đoạn không cười lạnh, tốt thôi, vậy cứ dựa vào công sức mà luận. Long hạo cười lạnh một tiếng, nói, không có bọn ta, các người có thể giết được thú hoang thần linh nhanh vậy hay sao? Thế nào, chẳng lẽ thú hoang thần linh là do bị các người chọc tức chết? Đoạn không cười khẩy một tiếng, ta xem ngươi còn bịa được cái gì? Người còn định vô sỉ như nào nữa? Ngươi xem thú hoang còn chảy máu không? Long hạo cười lạnh, chư thần sững sờ, nhìn về phía thú hoang, ngoại trừ một chút máu chảy ra từ trước, sau khi bị một kiếm giết hẳn thì lại không còn chút máu tươi nào. Ông, một luồng huyết quang lấp lóe, một con rơi chui ra từ vết thương, phát ra một luồng khí tức tả ác, chư thần đồng thời nhíu mày, ngươi là kẻ nào? Thần ma đồng minh, Dracula đại nhân, Long Hạo Tết miệng nói, Dracula đại nhân có thể điều khiển huyết dịch, nếu không nhờ Dracula đại nhân, sao các ngươi có thể giải quyết thú hoang một cách dễ dàng như vậy? Máu thú hoang, chư thần ngớ người, con mẹ nó, các ngươi lấy hết máu thú hoang rồi à? cho nên mới nói, bọn ta ra sức nhiều nhất, các ngươi ngậm miệng lại hết đi. Long Hòa Kiêu căng nói, chư thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, ngươi làm thế là chiếm hết lợi rồi, còn muốn bọn ta cảm ơn ngươi ư. Xuống dưới xem xét đi, sắc mặt đoạn không rất khó coi, chừng mắt nhìn Long Hạo rồi không nói thêm gì. Xét về ra sức, người ta đã ra sức nhiều nhất, bọn họ không biết nói gì thêm nữa, chẳng lẽ cưỡng đoạt hay sao. Những thế lực khác cũng chưa chắc đã chịu liên thủ, Đa tạ Dracula đại nhân, mang những thứ máu thịt này đến chỗ tiến sĩ Trần giúp ta." Long Hạo nói, Dracula khẽ gật đầu, "Ta sẽ phái người đưa đi, lần sau còn chuyện tốt thế này nữa nhớ gọi ta đấy, mặc dù phẩm cấp hơi thấp nhưng cũng là thần huyết." "Nhất định, Long Hạo ta luôn để tâm đến các người mà, chỉ cần có chuyện tốt, chắc chắn không quên các người đâu, lần trước nếu không phải tại bọn họ không đồng ý vứt hạ thiên cho chó ăn, thì Hạo Thiên đại nhân đã có xương gặm rồi." Long Hạo nói, Dracula hài lòng gật đầu nhìn Long Hạo ra ý hết sức tán thưởng, con rắn này rất biết làm việc. chương 914, vốn không phải người, đi, xuống dưới xem thử, chư thần lần lượt đi xuống, nhóm người Long Hạo cũng không nhịn được, lần này 5 vị thần ma cao cấp đều đến, nếu có thần dược, bọn họ nhất định sẽ lấy một phần. Cái hố to như thế nhưng bên dưới lại không hề tối đen, mà ngược lại sáng rõ như trên đất vậy, thần nguyên khí lại càng lúc càng dày. Hít sâu một hơi, các thần linh đều vô cùng kích động, thần nguyên khí ở đây dày quá, chỗ này chắc chắn có thần dược. Nếu tu luyện ở đây, trong một năm sẽ được khôi phục. Các thần linh còn lại thốt lên kinh ngạc, đúng vậy, chỗ này cực kỳ dày đặc. Năm tôn thần linh của hoang cổ tộc đầy vẻ say mê, nó giống như vùng đất cơ duyên bọn họ đã tiến vào vậy, nơi có thần nguyên khí dồi dào. Mặt hoang nộ không chút biểu cảm, không có cảm giác gì cho mấy, thần nguyên khí ở đây có nhiều thêm nữa, cũng không thể đem đi được, nhiều lắm là ở lại tu luyện một lúc, nhưng thứ bọn họ muốn là tài nguyên hơn nữa hắn biết linh khí tiên thiên không kém gì thần nguyên khí thời gian ngồi đây tu luyện đã đủ cho hắn kiếm được rất nhiều tiền thần nguyên khí tràn đầy mặc dù chư thần đều kích động nhưng lại không quên mục đích ban đầu của họ nơi này chỉ có một lối đi thần nguyên khí dày đặc kia cũng từ đó mà ra càng đi vào bên trong thần nguyên khí càng đậm võ thần điện ư đi không bao lâu trước mặt đã xuất hiện một tòa cung điện màu vàng kim cung điện lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ khắc họa đường vân còn có đồ án hình dị thú bên trong có treo một bức tranh trong tranh là một vị nam tử điều khiển kim long nhìn xuống đại địa là hắn chân thần la thiên đoạn không thốt lên chân thần ư chư thần chấn kinh đây là cung điện của một vị chân thần sao chư thần đều vô cùng kích động nhào nhao bay về phía võ thần điện ầm um, cách ngàn dặm ngoài võ thần điện hư không dậy sóng những lưới kiếm bay loạn đến lưới kiếm sắt bén cắt vào hư không một vị thần linh không kịp né tránh đã bị lưới kiếm lấy mạng tức thì không hay rồi đây chắc là trận pháp do La Thiên bày ra, cấp chân thần. Lòng đoạn không trùn xuống, vội vàng lùi bước, thủ đoạn của chân thần đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ bằng chúng ta liên thủ thử dùng sức phá trận xem sao. Mạc thần võ thần nói, có thể thử, đoạn không gật đầu, các thần linh khác cũng im lặng đồng ý. Động thủ, hợp sức cùng tấn công vào một điểm, đoạn không quát khẽ một tiếng, thần lực mãnh liệt trong cơ thể tập trung vào một trường đánh ra, vệ thần trường. Thủy mặc thiên hạ, Trưởng của Mạc Thần Võ Thần vừa nhấc lên, ánh sáng đen như mực lấp lóe phía sau xuất hiện một bức tranh sơn thủy, luồng thần lực mãnh liệt ầm ầm đi tới. Thiên Nguyên nộ trưởng, thí thần chỉ, các vị thần linh liên thủ, đồng thời tấn công vào một điểm, nhóm người long hạo lại không ngừng lùi lại, không ra tay. Ầm, um, theo đợt tấn công, những đường kiếm sắc bén lại xuất hiện, chặn đứng vạn luồng khí tức đánh tới, khiến cho hư không vỡ tan, vài tôn thần linh chết ngay tại chỗ, bọn người đoạn không sợ hãi thoái lui. Sức mạnh ghê gớm thật. Chư thần kinh hãi, đoạn không quét mắt nhìn nhóm người Long Hạo, tức muốn xịt khói, bọn ta xuất thủ mà các ngươi lùi lại là sao? Lại định kiếm lợi à? Sao các ngươi không ra tay? Đoạn không nổi giận, nếu các ngươi ra tay, rất có thể chúng ta đã thành công rồi. Những thần linh khác cũng tức giận nhìn bọn Long Hạo, bọn ta mặc nguy hiểm ra tay mệt gần chết, vậy mà các ngươi lại đứng phía sau xem kịch hư. Đừng dùng chỉ số thông minh của các ngươi mà đánh giá thấp nhãn lực của bọn ta. Long họa biếu môi, ăn sâu thịt nướng, kiêu căng nói, nếu bản long xà không nhìn lầm thì đây là một trận pháp thần cấp. Con mẹ ngươi đùa ta đấy à, chẳng lẽ bọn ta không nhìn ra đây là trận pháp thần cấp hay sao? Bọn ta còn biết đây là cấp chân thần đấy, ngươi có thể đừng cao ngạo vì cái chuyện vô tri đó được không? Chư thần tức điên lên, hận không thể lập tức giết ngay bọn hắn, đám này muốn giỡn mặt đây mà. Trận pháp này rất dễ phá, Long Hạo lại nói, hả, đám người sướng sờ, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, ngươi đang nói giỡn hả? tên đại đế tép siêu như ngươi, một tên khốn chỉ biết kiếm lợi, đi nói với bọn ta rằng trận pháp cấp chân thần rất dễ phá ư. Nếu ta phá được rồi, mà thực lực của ta lại yếu, lỡ bên trong có đồ tốt mà các ngươi lại không chịu chia cho ta thì phải làm sao? Long hạo bĩu môi nói, ngươi có cách phá trận thật à? Mặc thần võ thần và hoang cổ tộc đồng thời nhìn về phía Long hạo, ngay cả đoạn không cũng nhìn chằm chằm vào hắn một cách gay gắt. Đoạn không nhớ đến hai chiếc nhẫn kia và truyền tống trận cao cấp nọ, nếu do Long Hạo luyện chế thành, chưa nói đến việc có thể phá được trận pháp cấp chân thần không, nhưng ít nhất thì kỹ năng bảy trận cũng hơn bọn họ. Ta lấy danh nghĩa yêu tộc của mình ra đảm bảo, có thể phá được trận, nếu không phá được, từ nay về sau ta sẽ không phải là người. Long Hạo trầm giọng nói, chư thần trầm mặc, bọn ta phải làm thế nào bây giờ? Lời cam đoan này có người chẳng có tí tác dụng quái quỷ nào cả, người vốn không phải người rồi mà. Khụ, bọn ta có thể phá trận pháp này, thậm chí, có thể phá cả trận pháp ở bên trong, Chiến mặc vội hắng giọng một tiếng, tự tin nói, nhưng sau khi phá, thì mấy món trong đó chia thế nào? Các ngươi muốn chia thế nào? Đoạn không lạnh lùng nhìn hắn. Năm phần, chiến mặc nói, nhiều thế lực như vậy mà ngươi dám nói ngươi muốn một nửa sao? Mặc thần võ thần cười lạnh, năm phần, chỉ bằng để bọn hắn từ từ nghĩ cách. Một phần thôi, hoang nộ lên tiếng, chiến mặc ngẩn người. Người ép giá kiểu này có ác quá rồi không? Đúng, một phần, đoạn không vội vàng nói. Một phần á, vậy các người cứ chịu chết đi đợi các người chết hết thì bọn ta mới mở long hạo cười lạnh nói không thì mọi người cứ dây dưa với nhau ta xem các người làm cách gì mở được một phần ư nhớ bên trong không có thứ gì tốt vậy tiền bọn ta bỏ ra thuê còn không lấy lại được vốn ba phần đây là giới hạn cuối cùng của bọn ta rồi đấy chiến mặc cất giọng lạnh lùng một phần rưỡi hoang nộ mở miệng nói hắn từng tiếp xúc với đám người kia sao lại không biết họ không có cái gì gọi là giới hạn cuối cùng cả chỉ cần cứng rắn một chút thì có thể ép ra xuống. Không được, ít quá." Chiến Mạc nói bằng giọng lạnh lùng, "Nếu không mọi người giải tán hết đi, coi như chỗ này chưa từng xuất hiện." "Giải tán á? Xem như chỗ này chưa từng xuất hiện ư?" Chương 915, phá trận, chư thần đảo mắt trắng Giã, đây đích thực là cung điện của chân thần, đồ vật bên trong, ai mà không muốn, có khi còn có thần khí cấp chân thần, thậm chí công pháp cấp chân thần cũng chưa chắc đã không có. Nếu không biết thì cũng thôi nhưng bây giờ đã biết, bọn họ vốn không thể nào chịu rời đi. Hai phần, tối đa rồi đó, nếu các ngươi không đồng ý thì bọn ta tự nghĩ cách. Mạc thần võ thần nói, vậy hai phần đi, đoạn không suy tư một lát rồi nói. Được thôi, các người ký hợp đồng đi. Long hạo lấy ra mấy bản hợp đồng, giao cho những thần linh này, người chủ quản của các người ký là được rồi. Đây là cái gì, chư thần ngơ ngác, trong hợp đồng viết cái gì mà hai phần lợi ích, không được vi phạm, nếu không phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật luật pháp của các người còn quản được đến bọn ta luôn cơ à. Nếu bọn ta thật sự đổi ý, thì tờ giấy lộn này có ích lợi gì? Ký hợp đồng xong, chư thần đều có tâm tư khác nhau, đoạn không lại lên tiếng nói, phá trận đi. Đợi thêm lát đi, chuyên gia đang chạy đến. Long hạo nhàn nhã ăn xiên que, đại đế bên cạnh đứng hầu đầy cung kính. Mẹ nó, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn tâm trạng để ăn hả? Chư thần nhìn thái độ nhàn nhã của Long hạo, hận không thể ăn luôn hắn, nhởn như quá rồi đó. Chiến mặc cũng vô cùng nhàn nhã, đường tăng và hảo thiên khuyển lại càng thong dong hơn, chàng chủ không đến, nên hảo thiên khuyển nằm lên chỗ của hắn, chư bát giới và ngao bính, thạch cơ đứng một bên, không có tâm trí hưởng thụ, chư bát giới thì muốn, nhưng lại bị đường tăng mắng cho một trận. Đám người bắt đầu chờ đợi, chư thần cảm thấy một ngày dài như một năm, mới qua một khắc đồng hồ mà cảm giác như vừa qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Một canh giờ trôi qua, khi chư thần đã sắp không kiên nhẫn được nữa, thì lúc này mới xuất hiện một bóng người ngự không hạ xuống một tên đại đế đỉnh phong nhãi nhép ư, chư thần ngây cả người, đây là chuyên gia mà bọn chúng mời đến sao. Đại đế đỉnh phong nhãi nhép á, chư bát giới hử nhẹ một tiếng, lòng đầy bất mãn. Chư thần vội ngậm miệng lại ngay, đại đế đỉnh phong của thần ma đồng minh, không thể xét theo lẽ thường được, đây đều là những tên châu bò có thể giết cả thần. Thần hầu đại nhân, mời, long hạo vội ra nghênh đón, không quên truyền âm nói, thần hầu đại nhân, lát nữa hãy nêu nhiều vật liệu một chút, tốt nhất là thứ bọn chúng không có ta sẽ bán cho bọn chúng mặt ra các thần hầu cứng đờ rốt cuộc ngươi học được bao nhiêu từ chàng chủ vậy có cần hố tra như thế không không sợ bọn chúng giết ngươi à tránh ra hết nào để thần hầu đại nhân xem xem trận pháp này phải phá thế nào long hạo nói chư thần vội vã nhường đường mời ra các thần hầu đi qua hai mắt ra các thần hầu lấp lánh thần quang tiến thẳng vào hư không lập tức khiến cho hư không gợn sóng xuất hiện vô số đường vân thế nào rồi nhóm thần minh đoạn không không nhịn được hỏi các người muốn đi vào theo cách nào tạm thời mở ra một lỗ hổng ở trận pháp bảo đảm không làm hư trận pháp hay là phá trận rồi đi vào ra các thần hầu nhàn nhạt, nhạt nói tạo một lỗ hổng phá trận pháp chư thần ngẩn ngơ liệu ngươi có phải chuyên nghiệp quá rồi không trận pháp này là do ngươi bố trí hay sao lại còn có thể mở ra một lỗ hổng không làm hư trận pháp nữa chứ đương nhiên là phá trận rồi long hạo lên tiếng nếu không trận pháp này xảy ra biến cố thì lại phiền phức đúng nghe vậy các thần linh gật đầu tốt đây là những vật liệu cần thiết ra các thần hầu lấy một tờ giấy ra viết thành một danh sách các ngươi xem thử lấy ra được mấy thứ này không thần huyền thạch nguyệt thần hoa lại còn là đế phẩm nữa hả chư thần nghiên cứu danh sách những vật liệu này bọn họ đều biết nhưng muốn lấy ra lại có chút khó khăn có thể dùng thứ khác để thay thế không mạc thần võ thần nói những vật liệu này dù không được coi là quý nhưng bọn họ đều không có. nếu dành thêm thời gian khai thác tiểu thần giới, có lẽ sẽ có. vậy chọn những thứ gần giống thay vào đi, chỉ cần đạt đến thần cấp là được. gia các thần hầu khoát tay nói, đạt đến thần cấp là được ư? cả đám thần minh chết chân nhìn hắn, không phải ngươi đang lừa bọn ta đấy chứ? thần hầu mẹ nó, sao ngươi lại vào trong? long hạo vừa định hỏi, gia các thần hầu đã đi thẳng vào, trận pháp không có biến động gì, cứ tiến vào một cách vô thanh vô tức. ngươi mở lỗ hồng rồi à? chư thần ngơ ngác lỗ hổng đó nằm chỗ nào không có trận pháp cấp thấp này bản thân muốn vào thì vào muốn ra thì ra ra các thần hầu bình thản nói trận pháp này cũng xem như tuyệt đỉnh trong số các trận pháp cấp thấp nhưng không làm khó được hắn chư thần ngây người thế này có phải chuyên nghiệp quá rồi chăng những vật liệu cần đã đủ rồi người giúp bọn ta phá trận đi sau một phen bất ngờ chư thần vội lấy ra một đống lớn tài nguyên có thần cấp cũng có đế phẩm đa số đều là đế phẩm thắng ở số lượng nhiều, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là phá xong trong một lần. Bây giờ họ đã không đợi được nữa, rất muốn vào võ thần điện, tìm kiếm truyền thừa của chân thần, thậm chí là vũ khí chân thần. Gia Cát Thần Hầu khẽ gật đầu, sau đó nói, mười năm vị giúp ta một tay. Được, đường tăng gật nhẹ đầu, đánh ra một đường thần quang đi vào cơ thể Gia Cát Thần Hầu, sau đó ngao bính, thạch cơ, hạo thiên khuyển, trừ bát giới cũng đồng thời truyền sức mạnh cho Gia Cát Thần Hầu. Được năm vị thần ma cao cấp truyền sức mạnh, khí thế của gia cát thần hầu tăng vọt, trong chớp mắt đã đột phá khỏi cảnh giới đại đế, tiến vào cảnh giới thần nhân, uy thế vẫn tiếp tục tăng, như thể không có điểm dừng. Thần quỷ bát trận đồ, gia cát thần hầu quát khẽ một tiếng, phóng ra thần lực, rồi mở thần trận, tấn công trận pháp. Chương 916, ngươi cố ý, bỗng nhiên, hai trận pháp va chạm nhau, quạt lông vũ của gia cát thần hầu khẽ lay động, phát ra vạn luồng kim quang, lập tức khiến trận pháp vặn vẹo, tiến thẳng vào mắt trận của trận pháp. Ầm ầm, một âm thanh vang vọng vang lên sát trận chấn động ầm ầm mắt trận vỡ nát trận pháp tiêu tan thần nguyên khí dày đặc từ trong trận pháp tuôn ra ra các thần hầu thu hồi quạt lông và trận pháp nhàn nhạt, nhạt nói được rồi trận pháp đã bị phá những tài nguyên kia đâu chư thần xứng sờ, người trực tiếp phá trận trước đó còn đòi tài nguyên làm gì các ngươi muốn phá trận càng nhanh càng tốt ban đầu ta còn định luyện chế nhưng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của các ngươi thôi ra các thần bất đắc dĩ lắc đầu có thể trả tài nguyên lại cho bọn ta không chư thần ngứa người người làm vậy là cố ý xông lên nào trận pháp đã bị phá thần dược bên trong đều là của ta long hạo hô to một tiếng chư thần bỗng nhiên kịp phản ứng trừng mắt nhìn ra các thần hầu một cái rồi xông vào thần điện long hạo nhiệm vụ đã hoàn thành của ngươi đây ra các thần hầu lật tay một cái ném tài nguyên qua cho long hạo là nhiệm vụ yêu cầu con rắn thối tha nhà ngươi đoạn không quay đầu lại nhìn xém chút tức hộc máu, lại là con rắn này làm. Các chư thần khác cũng xém chút tức hộc máu, số tài nguyên kia đều vào túi Long Hạo cả, không dùng chút nào cho phá trận. Họ hung tợn chừng nhìn Long Hạo, nếu không phải e ngại mấy vị thần ma kia, thì họ đã quay lại nấu Long Hạo rồi. Võ thần điện, cửa điện mở rộng, bên trong sắc vàng lộng lẫy, một vị thần linh vọt thẳng vào, trong thần điện lại bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn đường kiếm quang, trong chớp mắt, vị thần linh này đã bị vạn kiếm xuyên thân mà chết. Chư thần bỗng sững người, nét mặt tối sầm lại, quay người nhìn ra các thần hầu. Thần ma ra các trầm mặc không nói, giờ hắn đang chuẩn bị bỏ đi, chư vị, tạm biệt. Đừng đi, đại sư, ngài đừng đi. Mặc thần võ thần vội vàng kêu lên, thu hoạch bên trong, sẽ chia ngài một phần. Tài nguyên, 20 cây đế phẩm cho một lần xuất thủ. Long hạo lên tiếng nói, bọn ta đang nói chuyện với đại sư, người tránh qua một bên. Đoạn không cả giận nói, hận không thể bóp chết hắn. Ý của Long Hạo chính là ý của ta. Ra Cát Thần hầu thản nhiên nói: Chư thần ngẩn người, mẹ kiếp, bọn ta còn chưa thu hoạch được gì, đã lỗ mất biết bao nhiêu rồi. Bây giờ còn phải đưa tài nguyên ra nữa hả? Tài nguyên này giao cho ai? Đoạn không hỏi, số tài nguyên này chắc không phải lại cho Long Hạo nữa đâu nhỉ? Đương nhiên là cho ta, ta chính là bé Long xà được Ra Cát Thần hầu đại nhân cưng chiều nhất đấy. Long Hạo ngẩng cao đầu, mặt đầy đắc ý, hoang nộ trầm mặc không lên tiếng chỉ hận sao mình không lên tiếng thuê trước, để bọn Long Hạo đoạt mất. Cho ngươi, đoạn không ớt ức lấy ra 20 gốc tài nguyên đế phẩm giao cho Long Hạo. Ra các thần hầu gật gật đầu, phá trận lần nữa. năm vị thần ma đầy vẻ ngưỡng mộ, nhân tài kỹ thuật như ra các thần hầu kiếm được nhiều thật, đấy là mới chỉ xuất thủ một lần, ai biết được trong võ thần điện này còn có bao nhiêu trận pháp. Chư thần quan sát ra các thần hầu phá trận, đều vô cùng dễ dàng, bất kể là sát trận gì đi chăng nữa, cũng không cản nổi bước chân thần hầu lấy 20 gốc ra đi. Long Hạo nói, một lần xuất thủ, 20 gốc, một trận pháp tính là xuất thủ một lần. Con mẹ nó, giờ ta rất muốn hỏi một câu, liệu bọn ta có thể lấy lại vốn không? Hiện tại còn chưa gặp được gốc thần dược nào, mà đã lỗ mất số tài nguyên nhiều như vậy rồi. Đan điện à, chỗ này là chỗ có thần đan chăng? Chư thần ngạc nhiên nhìn căn mật thất này, vừa rồi, ra các thần hầu đã phá bỏ trận pháp. Chư thần đẩy cửa lớn đan điện, đi vào trong, nhìn trên hàng kệ, thấy những dãy bình đan dược thì trong lòng kích động, thần đan, đây chắc chắn là thần đan. Bọn ta lấy hai phần, Long Hạo mở miệng nói, không thiếu phần các ngươi đâu, mặt mặc thần võ thần đen lại, người đúng là lòng dạ đen tối, đã nuốt mất bao nhiêu là tài nguyên của bọn ta, mà vẫn không quên hai phần này ư. Hoàng nộ lướt nhìn Long Hạo với ánh mắt hâm mộ, thực chất đám chư thần này đều là đang làm công cho bọn chúng, tiền thuê đều là do các vị thần này trả. Trên kệ đan dược, có khoảng mấy chục bình thuốc, đan dược trong mỗi bình không nhiều chỉ có ba viên tác dụng của những đan dược này đám thần linh đoạn không đều biết lúc bọn họ ở thần giới đã từng tiếp xúc qua đan dược chỗ này đều là thần cấp đa số đều là đan dược dùng để khôi phục thần lực có một ít là đan dược dùng tu luyện còn dùng để đột phá cảnh giới thì không có viên nào chia hai phần cho bọn người long hạo xong trong lòng của các vị thần này thoải mái hơn rất nhiều đám thần linh đoạn không ăn luôn mấy viên ngay tại chỗ khôi phục được không ít thần lực long hạo cầm bình đan dược chia cho sáu vị thần ma mỗi người một bình, phần còn dư thì giữ lại, đến lúc cần lại chia. Các chư thần khôi phục được không ít thần lực, uy thế gia tăng rất nhiều, nội tâm rất phấn khích, lấy tài nguyên cũng sảng khoái, không chờ được nữa mà đi tới một mật thất. Thần khí điện, chư thần đi vào thần khí điện, ra các thần hầu lại phá trận, chư thần háo hức chờ đợi, đối với những loại trận pháp này, bọn họ không có cách nào cả, chỉ có thể trông cậy vào ra các thần hầu. Thuê người đúng là tốt, thế này so với mấy trò chơi phó bản, đúng là dễ qua hơn nhiều. Long hạo thầm nói, thần khí điện đã được mở ra, chư thần vội vàng đi vào, bên trong cũng có một hàng kệ, trưng bày mấy chục món bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh, những bảo vật này đều phát ra thần tính, hiển nhiên là thần khí. Mọi người lại chia nhau rồi tiếp tục đi về phía trước, ra các thần hầu phá một trận, bọn họ tiến vào một nơi, đan dược, thần khí, còn có phòng bảo tàng chứa các loại vật liệu thần cấp, khiến chúng chư thần thu hoạch được không ít, so với phí thuê thì họ kiếm được nhiều hơn. Toàn bộ mật thất đã mở, cuối cùng chỉ còn sót lại một gian điện đường phủ bụi, La Thiên Điện. chương 917, La Thiên Điện, đây nhất định là nơi cất giấu truyền thừa của chân thần La Thiên. Chư thần kích động nói, đồ vật chỗ này mới là quý nhất. Trận pháp lại được phá, chư thần chen nhau tiến vào, lại có những lưới kiếm bắn loạn tới, những thần linh lao vào trước bị trọng thương, may nhờ có đồng bọn kéo về, nếu không sẽ lại tử vong không ít. Có chuyện gì vậy, không phải đã phá hết trận pháp rồi à? Chư thần nhìn về phía ra các thần hầu, thần sắc trầm xuống. Đương nhiên trận pháp đã được phá, trong đó không phải trận pháp, mà là chút thủ đoạn nhỏ của đối phương. Ra các thần hầu thản nhiên nói, sắc mặt chư thần hòa hoãn lại, là Thiên là chân thần cơ mà, đương nhiên sẽ không chỉ có trận pháp đơn giản như vậy. Thay phiên vài giò xét, làm tiêu hao sức mạnh bên trong, cho dù là thủ đoạn do chân thần để lại, cũng không thể vô cùng vô tận. Đoạn không nói, cần giúp đỡ không, 50 cây linh dược đế phẩm, sẽ giúp các ngươi giải quyết. Long Hạo nói, chư thần, đừng nói với ta, cái này cũng có chuyên gia nhé. Con mẹ ngươi, rốt cuộc có đến bao nhiêu kỳ nhân? Chia đều, đã đến tận đây rồi, có lý nào lại không vào? Đoạn không mở miệng nói, các thần linh khác gật đầu, gom 50 cây linh dược đế phẩm giao cho Long Hạo. A-di-đà Phật, rốt cuộc cũng đến bần tăng ra sân. Đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp nhận sức mạnh của các thần ma khác truyền cho, khoác cả xa trên người, bình tĩnh đi tới La Thiên Điện. Hắn cứ đi vào như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao. Cả đám thần linh ngớ người, có là bọn họ thì cũng bị trong thương trong nháy mắt kia mà. ầm ừ, mới vừa bước vào, lưỡi kiếm quét đến, chư thần chỉ thấy Phật quang lấp lẽ, vô số Phật ấn chữ oan xuất hiện, lấy đường tăng làm trung tâm mà tán ra. Keng keng, vừa thương vừa kiếm đủ các loại công đến, truyền ra tiếng kim loại va chạm với nhau, các đường công kích đụng phải Phật ấn chữ oan đều ầm ầm tán loạn. Mẹ nó, không thể công nổi sao chúng thần sợ ngây người đây là thủ đoạn do chân thần để lại vậy mà không làm thương tổn được hắn ư ngay cả đến gần hắn cũng không được sắc mặt đường tăng hờ hứng xoay lưng về phía chư thần hai tay trông có vẻ như chắp trước ngực kỳ thật là đang đút đan được y kích phát sức mạnh cút cầm lan cả xa là một thần khí cao cấp mất quá nhiều sức trong mắt chư thần bây giờ đường tăng là vô địch sự thật chỉ có nhóm thần ma mới biết bọn họ đồng loạt xuất thủ mới giúp được đường tăng kích phát sức mạnh của cẩm lan cà sa, sau đó thì nhờ vào thần đan để chống đỡ, nếu không căn bản không thể đỡ nổi. Đợt công kích kéo dài một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng tiêu tán, đường tăng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu còn không tiêu tán, chắc hắn chống không nổi mất. Lúc này chư thần mới tiến vào la thiên điện, ngay sau đó, cả tập thể lại được một phen chấn kinh quan tài ư. Một cỗ quan tài đen huyền, không phát ra chút khí thức nào, trên quan tài có khắc họa đường vân, bọn họ xem không hiểu, nhưng vẫn kinh hãi, La Thiên Điện này hẳn là nơi ở của chân thần La Thiên, vậy mà chỉ có một cỗ quan tài thôi sao? Chẳng lẽ La Thiên đã chết rồi chăng? Đoạn Không trầm giọng mở miệng, mở quan tài ra, phải xem xét đến cùng, nếu có truyền thừa, chúng ta cùng hưởng. Được, mắt mặc thần võ thần lóe lên sáng rực, hắn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đen huyền, nếu bên trong có truyền thừa của chân thần, nhất định hắn phải đoạt vào tay. Đoạn Không lập tức đẩy cỗ quan tài, không nặng giống như trong tưởng tượng, đẩy ra rất dễ dàng thứ bên trong quan tài xuất hiện trước mắt mọi người đây là gia thần thú ư chư thần kinh ngạc trong này lại là một tấm gia thần thú có người lấy gia thần thú ra bên trên có vẽ một thế giới núi sông trùng trùng trong đó có một cái chấm đỏ được chú thích ba chữ mộ chân thần nơi an nghỉ của chân thần một tấm gia thần thú nơi an nghỉ của chân thần hay là chúng ta cùng đi đi mặc thần võ thần trầm mặc hồi lâu rồi nói đồng ý nhưng chúng ta không hiểu rõ tiểu thần giới Bản địa đồ này nên do ai bảo quản? Đoạn không lên tiếng nói, bọn họ không rõ về tiểu thần giới, tuy ở đây có địa đồ nhưng cũng chẳng ích gì. Trước khi tìm được mộ của chân thần, ai sẽ giữ tấm bản đồ này? Mỗi người chép ra một phần đi. Hoang nộ mở miệng nói, sau đó thì tự mình đi tra xét, ai tìm được trước thì báo cho các thế lực khác. Được đó, mắt Đoạn Không sáng lên, đồng ý ngay, những thần linh còn lại cũng chép địa đồ, chuẩn bị phái người tìm kiếm, còn bản địa đồ gốc thì giao cho Đoạn Không giữ. Sau khi chép lại địa đồ cho mình, mọi người rời khỏi võ thần điện, bắt đầu chia bốn phía tra xét, chỗ này chỉ dò xét mỗi võ thần điện, không xem đến những nơi khác. Chúng chư thần cẩn thận dò xét, đi một bước lại dừng một bước, sợ lại có trận pháp xuất hiện, làm bọn họ trọng thương thậm chí là mất mạng. Đình nghỉ mát đứng sừng sững, lấp lánh hào quang, có một đóa hoa kỳ lạ, sinh trưởng ở cái đình nghỉ mát hẻo lánh này. Phía sau đình nghỉ má còn có một mảnh dược điền, trong dược điền có các loại kỳ chân sinh trưởng, tỏa ra mùi hương khiến thần mê mẫn. Dược biên thần dược, chư thần vô cùng mừng rỡ, sau đó quả quyết lấy ra 20 cây linh dược đế phẩm, đại sư, ra tay đi. Bọn họ đã quen với quá trình, chỉ cần giao tài nguyên ra, thì bọn họ có thể lấy thần dược, hoàn toàn không cần ra sức. Ra các thần hầu thu dược liệu, mặt không thay đổi nói các người có thể vào đó rồi. Đại sư, ngài vẫn chưa động thủ mà, mặc thần võ thần không nhịn được nói, người phải phá trận chứ, trận pháp chưa bị phá, làm sao bọn ta dám đi qua. Trận pháp ở đây đã bị hỏng từ lâu rồi. Gia Cát Thần Hầu bình thản nói, bây giờ nó không còn chút huy năng nào, ai cũng có thể vào được. Chư thần ngây người, con mẹ nó sao ngươi không nói sớm. Lại còn nhận lấy tài nguyên như đúng rồi nữa chứ. chương 918, thần điện đâu, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng họ không dám nói ra, họ không muốn đắc tội loại nhân tài chuyên nghiệp như Gia Cát Thần Hầu, thế nên chỉ đàng vội bay đến hướng dược điền, thu thập thần dược thần dược trong dược điền khá nhiều, có khoảng hơn trăm gốc, đều đã trưởng thành, không biết đã sống bao nhiêu năm, dược lực vô cùng dồi dào. đáng tiếc trận pháp đã bị hủy, những gốc thần dược cấp chân thần này cứ như vậy mà khô héo. Ra các thần hầu nhìn đến trung tâm dược điền, nơi có cái cây con bị khô héo. thần dược cấp chân thần ư, các thần linh đều khẽ giật mình, nhìn về phía cây con bị khô héo kia, không khỏi có chút tiếc nuối. nếu không phải trận pháp bị hủy hoại, thần dược này hấp thụ toàn bộ tinh túy của cả dược điền thần dược chắc chắn có thể trưởng thành gia các thần hầu lại nói lần này các thần linh lại không tiếc một chút nào nhiều thần dược như vậy dùng để bồi dưỡng một cây dược liệu chân thần ư dù dược liệu cấp chân thần có quý nhưng nếu chỉ có một cây thì không đủ chia lấy dược liệu xong mọi người lại đi tra xét thấy không còn gì nữa thì mới bỏ đi thần hầu đại sư không biết ngài có thể đến nhân tộc cao đẳng của ta làm khách không đoạn không bỗng nói chư thần liên minh của ta cũng mong đại sư có thể ghé thăm Mặc thần võ thần mở miệng nói, hoang cổ tộc ta sẵn sàng nghinh tiếp, thần linh hoang cổ tộc cũng lên tiếng, vẫn còn nơi an nghỉ của chân thần vẫn chưa tìm được, nếu tìm được mộ chân thần, đến lúc đó còn phải trông cậy vào ra các thần hầu. Dễ bàn, dễ bàn, Long Hạo mở miệng, đến lúc nào mọi người cần đến ta, cứ cho ta mấy trăm cây linh dược đế phẩm, ta và thần hầu đại nhân sẽ đến ngay. Chư thần, con mẹ nó, người không thể cút sang một bên hay sao? Bọn ta nói chuyện với thần hầu đại nhân, ngươi là cái thá gì chứ? Hoàng nộ không nói gì, hắn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó phải đi trước Long Hạo một bước, thuê ra các thần hầu, cũng kiếm được một mớ. Số tiền lần này Long Hạo kiếm được, hắn nhìn đến đỏ cả mắt, lại còn được chia hai phần, phí xuất thủ, thuê ra các thần hầu thì tốn mấy đồng chứ? Đám người này không chỉ thanh toán dùm Long Hạo, mà còn giúp hắn kiếm một món hời. Bản thân phải về khôi phục trước đã, cáo từ. mặc thần võ thần ném ra một câu rồi ngự không rời đi. Thần lực của những thần linh này chưa khôi phục, bây giờ có thần dược, sau khi chào hỏi mấy câu với gia các thần hầu thì không đợi được nữa mà bỏ đi, trở về khôi phục thần lực. Nhóm Long Hạo cũng trở về, tiền kiếm được lần này còn phải chia ra, nó không dám độc chiếm. Mộ Lạc, xem giúp ta những thứ này đáng giá bao nhiêu tiền. Long Hạo lấy ra tất cả những thứ thu được, trừ phí thuê ra thì giá chỉ còn khoảng 180 triệu. Mộ Lạc nói, nếu không chia thần đan và thần dược cho năm vị thần ma, thì thu hoạch chuyến này chắn chắn có thể có đến 200 triệu, nhưng Long Hạo không hối hận, mất viên đan dược có thể kéo gần quan hệ thêm một chút, sau này mới có thể giúp hắn làm nhiệm vụ tốt hơn. Mặc dù đều là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ra chút sức với toàn lực xuất thủ là hai khái niệm có khác biệt rất lớn. Không biết mộ chân thần lại được bao nhiêu tiền nhỉ? Long Hạo thầm nói, sau đó hỏi, các người có thu thần điện luôn không? Phàm là thứ có giá trị, đều thu, Mộ Lạc thản nhiên nói, đi, mang theo đồ đệ thiên hà của ngươi chúng ta lập tức lên đường long hạo dặn dò chiến mặc một tiếng rồi lại đi vào võ thần điện ba tên lập tức đào tách võ thần điện ra khỏi mặt đất sau đó lại đào cả đình nghỉ mát ở dược điên thần điện của chân thần chắc chắn rất có giá trị long hạo nhếch miệng cười nói mau đi thần nguyên khí ở chỗ này rất dồi dào những vị thần kia rất có thể sẽ quay lại đấy chiến mặc nói chiến mặc trực tiếp bẻ xoắn không gian giấu thần điện đi dưới sự dẫn dắt của thiên hà đại vương nhanh chóng chạy về đạo tràng trị giá 500 triệu. Ra mặt mộ lạc giật giật, độc ác quá, các người đem thần điện đến đây thật luôn đó hả? Luyện chế thần điện này lãng phí rất nhiều vật liệu, lại thêm thời gian qua đi, thần tính trong thần điện này không còn thừa lại nhiều, cũng gần như một món phế phẩm, cái đình nghỉ mát này không đáng tiền, 100 vạn điểm thần ma. Đa tạ, đa tạ, một người một thú vội vàng nói, bọn họ làm với tinh thần kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lúc đào thần điện đến đây, còn không nghĩ nó sẽ đáng tiền như vậy, còn nhiều hơn thu hoạch của bọn họ. Mà lúc này đây, hoàng nộ đang lén lút tiến vào cái hố, khóe miệng ánh lên một nét cười lạnh, thần điện của chân thần, giá trị hẳn không nhỏ, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng còn phải chia ra, sao có thể sánh bằng thần điện được. Bọn Long Hạo chắc chắn không ngờ tới ta sẽ trở lại mang thần điện đi. Trên mặt hoang nộ lộ vẻ đắc ý, không dễ dàng gì mình mới thoát khỏi mấy thần linh kia mà ra đây một mình. Có điều, chỉ lát sau, hoang nộ ngây cả người, mẹ kiếp, thần điện đâu rồi? sao chỉ còn lại mỗi cái hố thế này cả đình nghỉ mát cũng mất là sao chỗ võ thần điện chỉ còn lại một cái hố chỗ đình nghỉ mát cũng thế chứ cái hố trên mặt đất ra thì khắp nơi đều trụi lùi cả một khung cảnh điều hưu còn mang theo vẻ bi thương mẹ nó chứ các ngươi quá đáng thật cho dù đào ba tất đất cũng không sạch sẽ bằng các ngươi nữa hoang cổ tộc hoang nộ đỏ ư một giọng nói kinh nghi truyền đến mặc thần võ thần cũng đến nhìn thấy cái hố, sắc mặt hắn rất chi là đặc sắc, hoang cổ tộc của ngươi đã nghèo đến bước đường này rồi sao? Ra mặt hoang nộ giật giật, ta rất nghèo, nhưng không phải ta làm. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Đám thần linh đoạn không cũng đêm, sắc mặt nghi hoặc, một lát sau, cả tập thể sướng sờ, rốt cuộc các ngươi nghèo đến mức nào? Không phải bọn ta làm mà, hai vị thần linh đồng thời lắc đầu, mặc thần võ thần nói, chỗ này có thần nguyên khí rồi rào, ta định đến đây khôi phục, ai biết lại thành ra thế này. Ta, ta, hoang nộ há hốc miệng, thần lực của ta không ít, ta tới đây khôi phục cái gì? Chương 919, khích lệ tộc nhân hậu bối. Hai vị thần linh liếc xéo hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, hoang cổ tộc quả nhiên có cái nhìn độc đáo, thần điện kia bị hủy rồi, cũng có thể đem chế tạo thành vài thứ nhỉ. Xem ra ở hoang cổ tộc có luyện khí sư thần cấp đây. Hoang nộ, trong tiểu thần giới có vô số cơ duyên, trận chiến diễn ra không ngừng. Đừng thấy chuyến đi võ thần điện chư thần không hỗn chiến, mà lại chia đều với nhau, đó là bởi vì thần ma đồng minh đưa đến cho bọn họ chấn động quá lớn. Trận pháp thì cần có ra các thần hầu phá trận, xét về chiến lực thì có đường tăng đứng ở kia, ngay cả đòn tấn công của chân thần cũng không hạ nổi, vậy còn ai trong số họ dám kích động gây chiến nữa? Lại thêm chuyện kỳ dị xảy ra với thú hoang cấp thần linh trước đó, huyết dịch bị hút cạn khô, dưới tình hình đó, nếu bọn họ còn khai chiến, khả năng rất cao sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, còn bản thân mình lại không có chút thu hoạch nào. Hoang nộ bỏ đi, giờ phút này hắn chỉ hận chính mình, tại sao phải đi chia tài nguyên? Đợi lấy được thần điện rồi chia, cũng đâu có thiếu mất phần nào đâu. Thu hoạch của các đại thế lực đều do một người nắm giữ, đợi đến khi quay về rồi sẽ tự chia. Đám người hoang nộ cũng là quay về chia tài nguyên trước, sau đó mới trở lại đây. Long Hạo thì khác, ném hết vào đạo tràng, thoát một cái đã quay trở lại, lại thêm còn có đệ tử cấp thần linh là Thiên Hà Đại Vương, tốc độ không hề chậm hơn các thần linh khác. Đồ nhi à, chia cho ngươi năm ngàn vạn chắc không chê ít chứ chiến mặc nói không chê ít không chê ít thiên hà đại vương vui mừng bản thân mình chỉ chạy việc vặt mà được chia nhiều như vậy đều nhờ chiến mặc hào phóng còn chia đều ư thiên hà đại vương hiểu rất rõ đó là chuyện không thể nào thế lực thần ma đồng minh mau chóng tập hợp giọng nói của yên tuyết hàn vang lên truyền đi khắp bốn phía thần ma đạo tràng chuyện gì thế long hạo nghi hoặc thú hoang sắp đánh đến đây yên tuyết hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc đông đảo thú hoang được tập hợp dưới sự triệu tập của một tôn thú hoang cấp thần linh đang chạy thẳng đến chỗ chúng ta chẳng phải thú hoang không có linh tính sao làm thế nào lại biết tập kết long hạo nghi ngờ nói ta cũng không biết yên tuyết hàn lắc đầu đột nhiên đám thú hoang tập kết chạy thẳng đến chỗ này của chúng ta trước hết ngăn chặn cuộc tiến công rồi nói chiến mặc trầm giọng nói nhóm người ám vân cũng mang theo thủ hộ trở về thần ma đồng minh xảy ra chuyện tất nhiên bọn họ cũng muốn ra sức hai vị bảo an của chúng ta đâu long hạo hỏi còn đang treo thiên nhai võ thần lên đánh nét mặt yên tuyết hàn đen lại bọn họ không hành hạ thiên nhai võ thần điên cuồng thì không hả giận rất mau hạ sơn và hứa hằng đến đoạn thiên cũng tới có điều đoạn thiên đã thay đổi dung mạo che giấu khí tức nếu không xem xét kỹ thì đến thần linh cũng không nhận ra được cùng lúc đó các thế lực khác cũng gặp phải tình trạng tương tự bị thú hoang đến tấn công thú hoang cấp thần linh từ trong thâm sơn chạy ra gầm thét lao đến những con thú hoang này cũng là tiền, mọi người giết nhiều một chút." Long Hạo xoa xoa tay nói, "Phái thần hà ta xin được đi trước." Ba vị thần linh nhóm Kim Hà lên tiếng quả quyết, "Chuyện kiếm tiền, đâu thể thiếu phần bọn họ." Gào, tiếng gào thét truyền đến, nơi xa xa bụi phủ đầy trời, đất trời u ám, một mảng tối đen, đó là đàn thú hoang, mọi người liếc mắt nhìn qua, không dưới một vạn con, yếu nhất cũng là cảnh giới hoàng giả. Thú hoang đứng đầu là một tôn thần điểu, nó xòe hai cánh che khuất bầu trời cánh chim vừa vỗ, đã làm dậy gió bão đầy trời. Một con thú hoang cấp thần linh, thế này là đang dâng tiền đến cho chúng ta đây mà. Kim Hà mở miệng nói, động thủ, đoạn thiên quát nhẹ một tiếng, sau đó xuất thủ trước tiên, trực tiếp đối đầu với con thú hoang thần linh. Trong nháy mắt, trận chiến đã được bắt đầu, nhóm người Long Hạo cũng không để tuột lại phía sau. Bên phe thần ma đồng minh, từng tôn thần nhân ngự không, đại đế, hoàng giả cũng theo đó tiến lên, còn về vương giả, bọn họ không tham gia mà chỉ phụ trách nhặt xác là được. Kim Hà Đại Vương vung tay lên, lập tức đánh chết một con thú hoang lớn, ngoại trừ những con thú hoang cấp thần linh, còn lại không khác gì lũ sâu bỏ. Các thế lực khác cũng gặp phải sự tấn công của thú hoang, phế nguyên thần tộc khá thê thảm, chân thần của họ vẫn chưa thoát khỏi trói buộc, nhất thời khó mà hạ được thú hoang cấp thần linh, thủ hạ cường giả thần nhân phải lấy hai trọi một mới có thể ngăn chặn được một tôn thú hoang. Đừng đi mời đoạn thiên, y đang làm việc lớn, đừng quấy nhiều y. Bốn vị lão tổ thần linh cắn răng nói, đây đều là tiền, khi đến lúc họ sẽ liên hệ chiến mặc để mua ánh sáng pháp tắc, nếu mời đoạn thiên ra đây, bọn họ chắc chắn phải chia cho hắn một phần. Giết, giết địch tích chiến công, có thể đổi công pháp của bản thân. Giọng nói của hoang nộ hoang cổ tộc chấn động cả hư không, những thú hoang này cũng là tài nguyên. Hoang nộ, người ấy, các thần linh khác há hốc mồm, sau cùng chỉ đành thở dài một tiếng, không biết phải nói hắn thế nào bản thân làm vậy là đang khích lệ tộc nhân hậu bối hoang nộ trầm giọng nói làm ra dáng vẻ ta đây là vì đại nghĩa chủng tộc mấy vị lão tổ hoang cổ không nói gì nữa có nói mấy lần cũng vậy cuối cùng chỉ đành theo hắn cuộc tấn công của thú hoang không mạnh ngoại trừ phế nguyên thần tộc các đại thế lực đều có thể ứng phó dễ dàng bọn họ không chỉ có một cường giả cấp thần linh đám thú hoang này chỉ như đang đưa tài nguyên tới bắt được thú hoang đoạn thiên nói thẳng ta muốn con thú hoang cấp thần linh này còn lại thì các người chia được chứ thú hoang hoàng phẩm các người cứ giữ lại ta mua cũng được mọi người gật đầu một con thú hoang cấp thần linh có đáng giá mấy cũng không bằng được nhiều thú hoang thế này hơn nữa bọn họ còn trông vào việc sau này trồng được thánh dược cho đoạn thiên một chút lợi để lôi kéo tình cảm là vô cùng cần thiết